Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.top. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Sơn Hải Đề Đăng của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 17 chương 161, Vây Kín. Dưới sự nắm bắt tin tức, Sư Xuân đã lựa chọn 3 nhóm nhân mã để tiến hành tấn công. 3 nhóm này lần lượt đến từ Đề Châu, Vĩ Châu và Giác Châu với số lượng đông đảo từ hơn 1.000 người cho đến ít nhất 300. Các châu đã dần hiểu rõ hơn về nhau sau những trận chiến thảm liệt kéo dài. Các môn phái tranh hùng trong nội bộ châu dần nhận ra rằng một mình không thể chống đỡ được, từ đó bắt đầu hợp tác ở mức độ nhất định. Ban đầu, mỗi nhóm chỉ tự chiến đấu với lực lượng khoảng 100 người, nhưng sau này họ đã tìm cách dung hợp lại. Dĩ nhiên, sự dung hợp này chỉ mang tính hợp tác tạm thời, khi cần thiết thì có thể hỗ trợ lẫn nhau một chút. Tuy nhiên, lúc chia lợi ích vẫn sẽ có những cuộc tranh đoạt. Sư Xuân lựa chọn 3 nhóm này bởi chúng nằm gần với khu vực của hắn, tiện lợi để tác chiến. Hắn chỉ vào bản đồ, đánh dấu 3 nhóm nhân mã và nói với Tượng Lam Nhi liên hệ với 3 nhóm này và xác nhận xem lực lượng của họ có tập trung hoàn toàn hay không. Nếu họ đóng quân phân tán, cần nắm rõ số lượng cũng như vị trí của từng nhóm. Tượng Lam Nhi tuy có chút nghi hoặc nhưng vẫn tuân theo, lần lượt liên hệ để xác nhận. Kết quả nhận được đúng như Sư Xuân dự đoán, các châu không đóng quân cùng một chỗ. Lòng người khó đoán, ai cũng lo ngại bị đồng bọn hạ độc thủ, nên việc lực lượng phân tán và vị trí đóng quân không phải là bí mật lớn, năm vùng đều nắm rõ. Có một điểm không chắc chắn là vị trí cụ thể của các nhóm. Hội Thiên Vũ Lưu Tinh đã tiến vào giai đoạn cuối, khác với Huyền Châu, các nhóm từ các châu khác thường xuyên di chuyển để tìm kiếm mục tiêu, không ở yên một chỗ. Sư Xuân suy nghĩ một chút rồi nói, hỏi xem họ có thể dễ dàng liên lạc với các nhóm nhân mã khác trong châu không. Tượng Lam Nhi làm theo. Câu trả lời nhận được khá giống nhau, liên lạc với những nhóm trong cùng châu không khó, nhưng để tùy lúc liên hệ lại không dễ dàng, cần thông báo trước để chuẩn bị. Sư Xuân quyết định giao quyền chỉ huy cho nội gián, nói với họ, ngày mai chúng ta sẽ tấn công một đội. Số lượng không nên quá đông, chỉ khoảng vài chục người. Hãy tìm cách thâm nhập vào đội ngũ đó và nắm bắt mọi động thái. Trước khi chúng ta ra tay, sẽ có thông báo để họ rút lui. Hỏi xem họ có cách nào phối hợp không? Tượng Lam Nhi truyền đạt lại ý định cho ba nhóm kia. Phải chờ lâu một chút, cả ba nhóm mới lần lượt phản hồi. Có nhóm thì nói có khả năng, có nhóm lại tỏ ra sẽ cố hết sức. Cuối cùng thì vấn đề cũng không quá lớn. Đối với Sư Xuân, như vậy là đủ. Hắn lấy ra 3 túi vải đen từ mặt đất và đưa cho Tượng Lam Nhi. Phiền ngươi đi một chuyến, đem 3 túi này đến giao cho bọn họ. Tượng Lam Nhi nghi ngờ hỏi, rốt cuộc là có ý nghĩa gì? Sư Xuân đáp, nói với họ, khi chúng ta tiêu diệt mục tiêu, số trùng cực tinh này phải lấy từ người trong đội ngũ đó. Tượng Lam Nhi ngạc nhiên, há hốc miệng, suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu. Cuối cùng cô mới lên tiếng, đây khó hiểu, phải phí bao nhiêu công sức chỉ để đặt số trùng cực tinh vào tay người khác, sau đó lại cướp lại từ họ. Ngươi không bị bệnh đấy chứ? Mặc kệ có bị bệnh hay không, Sư Xuân đã giao phó cho nàng, sau đó trực tiếp quay trở về căn cứ của mình. Khi trở về, trời đã tối, hơn 3.000 người vẫn đang tập luyện, ngay cả khi trời tối cũng phải tiếp tục. Ban đêm có những tín hiệu đặc biệt cần hiểu rõ. Có tin rằng vài người trong môn phái khá kiêu ngạo, đang chờ hắn đích thân đến nói chuyện. Sư Xuân không ngần ngại thực hiện trách nhiệm của mình, đưa từng người ra ngoài, sau đó thử sức với từng người một. Những ai không đủ sức, sau đó đều biến mất. Nhân mã luyện tập đến nửa đêm, Sư Xuân thấy không sai biệt lắm, liền bảo Ngô Cân Lượng cho mọi người nghỉ ngơi. Sau khi tan cuộc, phía sau tiếng chửi rủa vang lên không ít, một số lời còn lọt vào tai Sư Xuân và Ngô Cân Lượng, nhưng cả hai chỉ nhìn nhau mà không phản ứng gì. Bầu trời đêm đầy sao, phần lớn mọi người đã đi nghỉ ngơi, cũng có vài người bị tiếng động làm tỉnh giấc, trong đó có Mạch Triển Trường. Hắn nhận ra thỉnh thoảng có người tự tiện xâm nhập vào khu vực mà bọn họ đề phòng. Những kẻ xâm nhập bị người canh gác phát hiện và đưa đến gặp Vương Thắng để nói chuyện. Sau vài lần như vậy, Mạch Triển Trường cuối cùng không kìm được mà ngăn một người sau khi gặp mặt Vương Thắng ra hỏi chuyện. Sau khi xác nhận thân phận mới biết đó là người trong môn phái của Huyền Châu, do Vương Thắng phái đi thám thính. Những thám tử này thực ra không ai khác chính là những người của 6 môn phái đã bị Trừ Cạnh Đường kéo xuống nước, đến giờ vẫn chưa lộ diện. Họ bị Sư Xuân xem như thám tử để sử dụng. Dù Sư Xuân bảo họ dò xét gì, họ cũng làm theo mà không biết mình đang dò xét cái gì, chỉ biết rằng không gặp nguy hiểm. Sau khi trời sáng, Sư Xuân nhận được tin tức từ Tượng Lam Nhi truyền đến,
lập tức bảo Ngô Cân Lượng dùng tiếng lóng quen thuộc, kéo băng. Ngô Cân Lượng khiêng đao bước ra, dùng đại đao gõ vang, tiếng vang lan rộng khắp cánh đồng. Hơn 3.000 nhân mã nghe tiếng lập tức xông ra, tự tìm nhóm của mình để tập hợp. Sau khi tập hợp xong, mọi người không khỏi nhìn nhau, không biết lần này lại làm gì nữa. Chuyện này náo nhiệt thế, sao cứ quen thuộc như vậy? Đến lúc này mọi người mới nhận ra, hôm qua tập luyện khiến ai cũng oán than, hôm nay xem ra lại có chút tác dụng. Sư Xuân lên tiếng, đi. Hắn phi thân đi trước, Ngô Cân Lượng cũng hô, đi. Hơn 3.000 người, chẳng biết sẽ đi làm gì, cứ thế mơ hồ đi theo. Ban đêm trong giáo trường, trên đài, Nam công tử trông có vẻ hơi bồn chồn, một người trong góc đang đi qua đi lại. Thỉnh thoảng sáng lên, hắn dùng tay đánh xuống 3 ngón, nhìn chằm chằm 2 ngón còn lại, đôi lúc lại ngó lên khu ghế khách quý. Không biết người nhà họ Miêu đi đâu, hôm nay không xuất hiện, cũng chưa rõ liệu họ còn đến nữa không, ít nhất là tạm thời chưa thấy. Sau một hồi do dự, Nam công tử lặng lẽ gọi người chủ sự ở đỉnh núi đến, thấp giọng dặn dò, điểm Sư Xuân ra xem một chút, đừng nói là ta chỉ điểm. Được. Người chủ sự nghe xong liền đi. Không bao lâu sau, kính tượng hiện lên hình ảnh Sư Xuân đang đứng trên vách núi nhìn về phía xa. Dù kính tượng có phạm vi hạn chế, vẫn có thể thấy đằng sau hắn có rất nhiều người. Thấy Sư Xuân xuất hiện, bên trong giáo trường lập tức yên lặng, mọi người chăm chú quan sát. Cảm giác hôm nay phong cách của Sư Xuân có gì đó không đúng, sao lại mang theo nhiều người thế? Người điều khiển kính viễn vọng có lẽ cũng tò mò, không nhìn người khác nữa, hình ảnh đột nhiên kéo rộng ra. Mặc dù không thấy rõ khuôn mặt Sư Xuân, nhưng có thể thấy rõ hàng nghìn người đi theo hắn. Không phải là chỉ mang theo một đám người, đây rõ ràng là dẫn theo cả thiên quân vạn mã. Nhiều người như vậy, rõ ràng họ đều xem hắn là lãnh tụ. Kha trưởng lão của Vô Kháng Sơn và Ân Huệ Hinh trưởng lão đều sững sờ quan sát, bây giờ họ có chút sợ phải nhìn vào kính tượng có Sư Xuân. Hắn luôn mang đến những điều bất ngờ khiến họ không thể chịu nổi, hôm nay lại một lần nữa như vậy, không thể hiểu nổi. Nam công tử cũng ngẩn người nhìn, trong kính tượng, nhóm người của Sư Xuân cứ đứng yên không nhúc nhích. Không lâu sau, hình ảnh đột ngột biến mất, chuyển sang môn phái khác. Trong giáo trường dần dần có động tĩnh từ phía Huyền Châu chuyển đến. Một số môn phái từ Huyền Châu nhận ra lực lượng do Sư Xuân dẫn đầu và thành phần của nhân mã. Tin tức dần đến tai Nam công tử, khiến hắn cảm thấy lo lắng. Hắn một mình tránh vào góc đi đi lại lại, vò đầu bứt tai, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía màn sáng. Không biết Sư Xuân rốt cuộc đang làm gì, thật sự chỉ huy mấy ngàn nhân mã của Huyền Châu sao? Trên vách núi, Sư Xuân đang đợi, tạm dừng khi còn cách mục tiêu một đoạn. Trước đó, Mạch Triển Trường hỏi chúng ta đang định làm gì đây? Thì Sư Xuân trả lời một cách tùy tiện, làm việc cho Huyền Châu giành giải nhất. Ở phía xa, một nhóm khoảng 40 người đang tìm chỗ nghỉ sau khi rong ruổi dưới ánh nắng vàng. Họ tìm đến một khu vực địa thế thấp, một cống ngầm để tạm nghỉ. Sau khi vào cống ngầm, họ định bố trí người canh gác, một tên hán tử chủ động xin làm nhiệm vụ. Sau khi được đồng ý, hắn đưa túi đồ trên lưng cho một người mặc áo đen trùm khăn, nói, huynh đệ, mang theo không tiện, giúp ta giữ một lúc. Người kia gật đầu, đặt túi đồ xuống trước chân. Sau đó, hán tử gọi 4 người đồng môn cùng đi. Chuyến đi này hắn không có ý định quay lại. Rời khỏi cống ngầm, hắn nhanh chóng chạy xa, trên đường dùng tử mẫu phù liên hệ với tượng Lam Nhi. Tiếp nhận tin tức, tượng Lam Nhi nhanh chóng truyền lại cho Sư Xuân. Trên vách núi, Sư Xuân nhìn tử mẫu phù trong tay, sau đó đưa cho Ngô Cân Lượng xem và nói, bắt đầu đi. Ngô Cân Lượng xem xong, trả lại cho hắn, rồi quay người gọi 10 tổ dẫn đầu đến. Hắn xác nhận vị trí cụ thể của mục tiêu và yêu cầu 10 tổ này trong thời gian quy định phải vây kín khu vực đó. Không cần phải sắp xếp quá chi tiết, vì trong đợt luyện tập hôm qua, họ đã có sự phân chia đơn giản nhưng hiệu quả. 10 tổ nhân mã lần lượt là Đông Nhị Lộ, Tây Nhị Lộ, Bắc Nhị Lộ, Nam Nhị Lộ và Trung Nhị Lộ, mỗi hướng có 2 nhóm. Chỉ cần nghe lệnh bao vây, 8 tổ từ Đông, Tây, Nam, Bắc sẽ tự hành động theo hướng của mình, tạo thành một vòng vây kín. Đây là cách mà Sư Xuân và đồng đội đã luyện ra khi còn ở đất Lưu Đày, một phương pháp biên chế nhân mã hiệu quả nhất, có thể áp dụng ở bất kỳ đâu. Khi lệnh vây kín được phát ra, không cần nhiều lời, ai cũng biết phải đảm nhận vị trí nào. Thật sự muốn chiến sao? Mọi người đang ngạc nhiên và nghi ngờ, thì Sư Xuân đột nhiên thi triển pháp thuật, cất cao giọng nói, mục tiêu chạy theo hướng nào, đội nào không hoàn thành thì giao 3 người trong môn phái để nhận lấy cái chết. Trong đội, ai phải chết, các ngươi tự chọn. Nếu vây kín trễ, giết trưởng đội trước tiên. Ta không đùa, ta cũng không sợ đắc tội môn phái sau lưng các ngươi, hôm qua đã giết hơn 20 người rồi.
Trung Nhị Lộ theo ta xuất phát. Dứt lời, hắn phi thân xuống dưới vách núi cánh đồng mênh mông. Trưởng đội của Trung Nhị Lộ dù có hơi ngỡ ngàng, nhưng vẫn phất tay gọi nhân thủ đi theo. Ngô Cân Lượng cười hắc hắc rồi cũng chạy theo. Còn lại 8 tổ nhân mã khác không biết phải làm gì, nhưng thời gian có hạn, họ cũng chỉ còn cách mặc kệ tình huống thế nào mà tiến tới. Hàng ngàn người lao xuống từ vách núi, tạo thành 8 hướng nhân mã nhanh chóng đuổi theo. 3.800 người, tuy số lượng đông nhưng ai nấy đều vô cùng lo lắng, không biết đang chuẩn bị cho một trận chiến lớn như thế nào. Khi bọn họ thực hiện một cuộc tập kích khẩn cấp, thực sự vây kín mục tiêu theo cách luyện tập, tất cả đều ngạc nhiên. Có vài người thậm chí cười phá lên, cảnh tượng lớn như vậy mà mục tiêu lại đơn giản thế này sao? Thật là lo lắng không đâu. Đối mặt với trận thế vây kín của hàng ngàn người, nhóm mấy chục người bị vây cũng tròn mắt ngạc nhiên, chưa từng thấy cảnh tượng lớn thế này. Trước kính tượng trong giáo trường, đám đông cũng im lặng. Nam công tử không nhịn được, lại lặng lẽ lẩm bẩm. Khoảng cách giữa địch và ta khá xa, thủ lĩnh của nhóm mấy chục người bị vây lớn tiếng nói, chư vị, trùng cực tinh không ở trên người chúng ta, không có một viên nào. Chúng ta có thể chứng minh cho các ngươi thấy. Sư Xuân thi triển pháp thuật khuếch tán âm thanh, giọng nói vang lên, Trung Nhị Lộ, giết. Chương 162, phấn gạch chéo. Ra lệnh một tiếng liền xông lên chiến đấu, không phải trò đùa, đó là liều mạng. Bình thường, ai cũng muốn biết người ra lệnh là ai và liệu có đáng để tuân theo không, không phải ai cũng sẵn sàng nghe lệnh từ bất kỳ ai. Nếu là trước đây, một đệ tử nhỏ bé của Du Hà Sơn như Sư Xuân muốn ra lệnh cho tất cả mọi người, liệu có khả năng không? Cho dù hắn là vị hôn phu của Mộc Lan Thanh Thanh, người khác cũng sẽ còn lưỡng lự và cân nhắc. Nhưng hiện tại, với tình huống hơn 3.000 người đối đầu với chỉ 30 mấy người, gần như 100 người đánh một, mà những người kia còn trông yếu ớt, chỉ biết đứng đó cầu xin tha thứ. Chẳng ai muốn gây mâu thuẫn với vị hôn phu của Mộc Lan Thanh Thanh cả. Kết quả là hai trưởng đội cũng lần lượt hô lớn, giết. Hơn 700 người từ hai hướng lập tức lao về phía mục tiêu, cảm giác giống như muốn dùng số đông đập chết vài kẻ đáng thương kia. Sư Xuân cùng Ngô Cân Lượng cũng nhảy vào, ngay lập tức tìm kiếm người mặc áo đen trùm khăn đã được Tượng Lam Nhi chỉ ra, quan sát hắn ném túi đồ mà không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ đứng nhìn. Cuộc đánh nhau bắt đầu đột ngột và kết thúc cũng rất nhanh. Có vài kẻ liều mạng chạy thoát khỏi vòng vây nhưng không thoát được cửa ải, quá nhiều người đứng chặn, không thể vượt qua. Họ nhanh chóng bị đánh rơi xuống đất, như đập ruồi vậy. Người một nhà, người một nhà, có kẻ hét lớn kêu cứu. Quá nhiều người, không ai nhớ rõ hết mặt mũi, lại thêm quần áo lộn xộn, bóng người chớp nhoáng khiến ai cũng dễ hiểu nhầm. Cuối cùng, sau một đoạn truy đuổi nhanh chóng, cuộc chiến kết thúc. Rất nhiều người đứng yên tại chỗ, nhìn nhau ngạc nhiên, có người còn vỗ vỗ bên hông thanh kiếm, cười khổ, lão tử còn chưa kịp rút kiếm. Sau đó, có người nhìn nhau lắc đầu cười, cảm giác rằng vị hôn phu của Mộc Lan Thanh Thanh thực sự hơi khác thường. Chỉ để đánh vài người mà phải kéo cả đại đội đi nhanh như vậy, chẳng đủ để nhét kẽ răng. Trước kính tượng trong võ đài, đám đông nhìn cảnh tượng đánh nhau đầy hỗn loạn mà không khỏi im lặng. Một số người còn nhìn chằm chằm, vừa sợ vừa giận khi thấy đồng môn của mình bị vây kín và bị đánh. Nam công tử gãi đầu, vẫn không hiểu chuyện này là gì. Cuộc đánh nhau kết thúc quá nhanh, ngay cả hình ảnh trong kính tượng cũng chưa kịp kết thúc. Trong đám đông hỗn loạn, Sư Xuân thi triển pháp thuật, lớn tiếng nói, đại gia, tìm kiếm xem có trùng cực tinh không. Cả đám người bắt đầu lục lọi trên người những kẻ đã chết, lấy ra những vật có ích rồi cất vào túi mình. Ngô Cân Lượng có chút kích động muốn tham gia, nhưng Sư Xuân kéo tay áo hắn lại, liếc mắt ra hiệu không nên tranh giành. Ngô Cân Lượng đành phải thôi, lực chú ý trở về phía túi đồ mà hắn từ áo đen đã ném ra. Mạch Triển Trường cúi người lật xem mấy lần, nhìn qua các vật trên người đã chết rồi lẩm bẩm, toàn là người Giác Châu, sau đó không quan tâm nữa. Túi đồ trên đất không bị bỏ qua, rất nhanh có người nhặt lên, lục lọi. Cái túi vải đen lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Người đó sờ nắn qua lớp vải, nhéo nhéo rồi mở ra. Ngay khi mở túi, gần như cả đống trùng cực tinh suýt bay ra. Hắn khẩn trương che miệng túi lại rồi lớn tiếng hô, là trùng cực tinh, rất nhiều trùng cực tinh. Những người gần đó lập tức đổ dồn tới xem xét. Mạch Triển Trường cũng chen vào, còn Sư Xuân và Ngô Cân Lượng thì thong thả tiến lại, đứng ngoài quan sát. Rất nhanh, một người đếm và thốt lên, 103 viên, có 103 viên. Có người tức giận hét lên, suýt nữa bị tên khốn đó lừa, lần sau gặp tình huống tương tự phải kiểm tra cẩn thận hơn. Đại đương gia, chúng ta có thu hoạch, lần này không tệ, có 103 viên trùng cực tinh. Mạch Triển Trường cầm túi vải đen đựng trùng cực tinh,
xuyên qua đám đông đến chỗ Sư Xuân, muốn đưa cho hắn xem. Hắn có chút hưng phấn, 100 viên không phải ít, hiện tại Huyền Châu cũng chẳng có bao nhiêu viên như vậy. Sư Xuân không nhận, tỏ vẻ không hứng thú, lười nhác vẫy tay và quát, "Trử huynh, tới thu hàng." "Ấy, đến rồi đây." Trử Cạnh Đường dẫn theo đồng môn sư đệ chen lấn tiến tới. Trước đây, một nửa số trùng cực tinh mà Sư Xuân lấy được đều giao cho người của Bích Lan Tông bảo quản, thể hiện sự tin tưởng với họ. Trử Cạnh Đường và đồng môn không nói gì, nhưng cũng cảm thấy vui vẻ, không uổng công họ đã theo thuyền hải tặc này. Sư Xuân chỉ vào túi vải đen trong tay Mạch Triển Trường và nói, có thu hoạch thì thu lại. Các ngươi cũng lấy trùng cực tinh mà mình bảo quản ra kiểm tra trước mặt mọi người, để mọi người yên tâm. Dù có hơi rườm rà nhưng Trử Cạnh Đường đã sớm biết Sư Xuân là một kẻ mưu mô, hắn chắc chắn có thâm ý trong chuyện này. Trử Cạnh Đường bèn bảo đồng môn lấy túi trùng cực tinh đeo trên người xuống, giao cho mọi người kiểm kê. Mạch Triển Trường cùng mọi người định từ chối, không cần thiết, đều là người một nhà cả. Nhưng Sư Xuân kiên quyết, không phải của ai riêng, đều là tâm huyết của mọi người, kiểm kê lại một lần trước mặt mọi người, để ai cũng yên tâm. Được thôi, lúc này cũng nhàn rỗi, mọi người đành phải tiếp tục làm phiền thêm một lần, vây quanh để kiểm kê toàn bộ số trùng cực tinh. Khi mọi người đang đếm đến nửa chừng, từ xa có một nhóm người khẩn trương chạy đến. Họ là viện binh của nhóm người bị vây, do nhận được tín hiệu cầu cứu nên vội vàng đến. Tuy nhiên, khi chưa kịp đến gần thì họ đã dừng lại, nấp sau một ngọn núi nhìn trộm, không dám tiến tới. Viện binh chỉ khoảng 100 người, nhưng đối phương lại nhiều người đếm không xuể, chỉ nhìn thoáng qua đã thấy rất nhiều. Về phía đối phương, họ không thấy rõ là ai, vì khoảng cách quá xa. Xa xa trên một đỉnh núi, có một người đang quan sát tình hình, đó là Tượng Lam Nhi. Sư Xuân tạm thời mượn một con phong lân để nàng tiện đi lại. Nàng không kìm được mà chạy đến quan sát. Nhìn quá trình, nàng không khỏi đau răng, nghĩ hơn 3.000 người chạy một quãng xa chỉ để đánh vài chục người, thật chẳng có ai như thế. Kết quả kiểm kê trùng cực tinh xong, Mạch Triển Trường báo cáo với Sư Xuân, đại đương gia, vẫn là số hôm qua, 1.837 viên. Sư Xuân ra hiệu giao cho Trử Cạnh Đường bảo quản, Mạch Triển Trường làm theo. Trử Cạnh Đường sau khi nhận lấy liền thông báo với mọi người, vừa thu thêm 103 viên, tổng cộng hiện tại là 1.940 viên. Có người cười cợt, có người tỏ vẻ xem thường, vài viên này không đáng gì, đại gia cũng không bận tâm. Sư Xuân lại quan tâm đến họ, chúng ta không có thương vong gì chứ. Mọi thứ đều ổn cả, ta bị thương nhẹ, do người một nhà gây ra. Ta cũng vậy, cánh tay bị trúng một nhát kiếm của người một nhà, chính là hắn đó. Ôi, xin lỗi, thật sự không cố ý, quần áo quá lộn xộn, hoa mắt nên không phân biệt được. Thống kê lại thì trong trận chiến có 2 người bị thương nhẹ và đều do người cùng đội gây ra. Vấn đề không phân biệt được ai là ai cũng dễ giải quyết. Sư Xuân ngay tại chỗ yêu cầu tìm một viên đá để làm phấn vẽ. Hắn bảo Trử Cạnh Đường làm ví dụ, vẽ một dấu gạch chéo trước ngực và sau lưng, rồi bôi một vệt bột đá lên trán, lập tức làm cho hắn trông khác hẳn. Nhiều người cảm thấy cách phân biệt này có vẻ hơi cầu thả, không được cẩn thận cho lắm, nhưng Sư Xuân lại không quan tâm, chỉ cần có tác dụng là được. Hắn cũng không dài dòng thêm, đi sang một bên lấy tử mẫu phù liên hệ với Tượng Lam Nhi, sau đó lớn tiếng hô lên. Thám tử báo cáo đã phát hiện mục tiêu mới, vì Huyền Châu giành giải nhất, tập kết, xuất phát. À, còn nữa sao? Không để mọi người kịp hỏi, Sư Xuân đã dẫn đầu cùng Ngô Cân Lượng bay đi. Hiện trường trở nên hỗn loạn, mọi người vội vàng nhặt những viên đá dùng để làm phấn vẽ mang theo. Nếu còn cần dùng để đánh dấu, mặc dù có hơi cầu thả nhưng vẫn phải dùng, sau này tìm cách khác cẩn thận hơn. Sư Xuân chạy nhanh như vậy làm gì, không hề quan tâm đến thuộc hạ của mình, cảm giác như muốn bỏ rơi họ. Một vài người không quan tâm nhặt phấn và đá vẽ, liền nhanh chóng đuổi theo, sợ rằng vị hôn phu của Mộc Lan Thanh Thanh sẽ thừa cơ bỏ rơi họ. Nếu không theo kịp, có khả năng sẽ bị trả đũa. Nghe nói trước đây hắn từng đột ngột biến mất, Mộc Lan Thanh Thanh cũng không liên lạc được. Hắn không hồi âm qua tử mẫu phù, viện cớ rằng nó đã mất, một lý do nát bét như vậy mà hắn cũng dùng được. Thế thì có gì là không thể với gã đàn ông cặn bã này? Nhất định không thể để cho hắn có cớ bỏ rơi họ, phải bám theo sát. Thế là trên đường, một nhóm người chạy nhanh trước, ngực vẽ một gạch chéo, lưng cũng có một gạch chéo, trên trán bôi một vệt phấn. Có người vừa chạy vừa giúp vẽ gạch chéo lên lưng đồng đội. Cách làm việc cầu thả như vậy, các môn phái đều phải trải qua. Khi đến gần mục tiêu, cả nhóm người đều biến thành nhóm người có gạch chéo với trên trán bôi phấn. Lúc đầu ai nấy đều thấy không quen, thật sự không hợp thẩm mỹ. Nhưng sau khi nhìn nhau lâu,
sự khó chịu cũng dần quen thuộc. Ai nấy đều tự an ủi bản thân, ở nơi quỷ quái này thì làm đẹp cũng chẳng ai khen ngợi, chú trọng làm gì cho phí công. Khi màu phấn nhạt đi, họ lại lấy đá ra vẽ lại cho rõ nét. Có người còn cố gắng vẽ gạch chéo lên người mình sao cho đẹp mắt hơn chút. Ngay sau đó, theo kế hoạch trước đó, sau khi xác định rõ mục tiêu, Sư Xuân lại cường điệu kỷ luật chiến trường, mục tiêu chạy theo hướng nào, đội đó phải giao ra 3 người để nhận lấy cái chết. Trong đội, ai phải chết thì các ngươi tự chọn. Nếu vây không kịp, giết trưởng đội trước, trung nhị lộ theo ta xuất phát. Có người muốn thương lượng, nhưng Sư Xuân không quan tâm, vừa hô xong đã dẫn đầu lao đi. Mọi người đành phải làm như cũ, theo cách luyện tập mà tiến hành bao vây mục tiêu. Sau một lần thực hành, lần thứ hai cảm thấy thuần thục hơn nhiều. Sau khi xác định tình hình mục tiêu, mọi người treo trên lòng một nỗi lo lắng, rồi nhanh chóng buông xuống. Số người bị vây lần này nhiều hơn 10 người so với lần trước. Nhóm người bị vây cũng rất căng thẳng. Nếu không phải nhìn thấy trang phục của đối phương khác biệt, số lượng quá đông, thì họ suýt nghĩ rằng mình gặp phải một môn phái tu luyện vu thuật nào đó. Những người có dấu gạch chéo trên thân và phấn bôi trán trông không giống tác phong của người bình thường chút nào. Họ hét lớn, chư vị huynh đệ, trên người chúng ta không có trùng cực tinh. Theo quy tắc giang hồ bất thành văn, nếu trên người đối phương không có vật mình muốn, thì không đáng để chém giết. Tuy nhiên, những người có dấu gạch chéo đã từng nghe câu này, không ai tin, ngược lại còn có người nhíu mày, cảm giác như bị nhắc nhở. Trung nhị lộ, giết. Theo tiếng hô to của Sư Xuân, Trung nhị lộ không do dự, cũng không cần lưỡng lự, tất cả cùng nhảy vào vòng vây chiến đấu. Cuộc chiến kết thúc nhanh chóng, lại là một trận quét sạch chiến trường. Lần này đã chứng minh lợi ích của việc có dấu gạch chéo trên thân, không ai bị thương nhầm. Có vài người đụng phải những kẻ mạnh hơn, bị thương nhẹ, nhưng vì đông người, nhanh chóng có đám đông nhào vào, đánh bại kẻ địch. Không ai trong nhóm địch có thể chạy thoát. Có trùng cực tinh, mau tới đây, không ít đâu. Thật không thể tin, quả nhiên là không có ai đàng hoàng. May mà chúng ta nhanh nhẹn. Các bạn đang nghe truyện Sơn Hải Đề Đăng của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.top. Chương 163 một đống hàng giả. So sánh với lần trước, 154 viên. Sau khi kiểm kê xong thu hoạch trùng cực tinh, có người lớn tiếng hô to. Sư Xuân nghe thấy, liền gọi lớn, Trử huynh, tới thu hàng. Đến rồi đây. Trừ cạnh đường dâu quai nón dẫn theo vài sư đệ vui vẻ chen vào. Sau khi kiểm kê tại chỗ, anh ta lớn tiếng tuyên bố, thu được 154 viên, tổng cộng hiện tại là 2094 viên. Mọi người vui vẻ, có thu hoạch thì ai nấy đều vui mừng, dù số này nhiều hơn 200-300 viên cũng không mang lại ý nghĩa lớn lao. Nhưng dù vậy, ít nhất cũng có lợi, họ có thể chứng minh rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ, dù thành công này không lớn. Thống kê thương vong cho thấy không ai tử vong, có 6 người bị thương nhẹ, trong đó 2 người bị thương khá nặng, nhưng không đến mức nghiêm trọng. Sư Xuân nhìn một vòng những người bị thương, rồi nói với Mạch Triển Trường, Mạch Huynh, ngươi chủ trì việc ghi chép công lao, từng ai có công lao đều phải ghi lại rõ ràng. Việc này có thể khiến người khác phật lòng, nhưng với tình cảnh hiện tại của họ, cũng không ai để ý quá nhiều. Mạch Triển Trường cười đáp, tốt, nghe theo đại đương gia. Không ngờ Sư Xuân quay người lấy tử mẫu phù, nhảy lên chỗ cao, giơ cao tử mẫu phù trong tay và lớn tiếng, thám tử đã báo cáo, có mục tiêu mới, vì Huyền Châu giành giải nhất, tập kết, xuất phát. Như cũ, hô xong lời liền không quan tâm và lao đi. Đại đương gia, nhiều người kêu lên, muốn nói chuyện với hắn, thắc mắc tại sao đại đương gia lại vội vã như vậy, hoàn toàn không cho ai cơ hội hỏi. Rõ ràng hắn chẳng quan tâm liệu người khác có muốn theo hay không. Sư Xuân cũng không sợ họ không theo, có giỏi thì đừng đi cùng. Nếu quay lại mà không đi theo hắn, họ sẽ phải đối mặt với việc bị gán mũ trốn tránh trách nhiệm trước mặt Mộc Lan Thanh Thanh. Mấy ngàn người mà không chịu đi đánh vài chục người, chẳng phải quá yếu đuối hay sao? Tóm lại, hắn có cách để xử lý bọn họ. Ý đồ của vị đại đương gia này rõ ràng đến mức một nhóm người phải nhanh chóng bám theo. Cũng may tu vi của đại đương gia không quá cao, nên họ vẫn có thể dễ dàng đuổi kịp. Mạch Triển Trường chạy theo sau hỏi, đại đương gia, cứ liên tục như thế, có phải là quá gấp không? Ý của hắn là nhắc nhở rằng mọi người không cần phải vội vàng đến thế. Sư Xuân chất vấn, ngươi không muốn vì Huyền Châu giành giải nhất sao? Mạch Triển Trường vội phủ nhận, không, không phải. Ý của ta là mọi người đã bôn ba liên tục, không ngừng nghỉ, có lẽ nên dừng lại nghỉ một chút. Đúng vậy, những người khác cũng phụ họa. Sư Xuân đáp, chúng ta có thể nghỉ, nhưng mục tiêu sẽ không đứng yên chờ chúng ta. Thám tử đã hao hết tâm sức,
cực khổ để tìm được cơ hội này, không thể bỏ qua. Mọi người chịu khó thêm chút, xong lần này sẽ nghỉ ngơi. Có người muốn lý luận với hắn, nhưng Sư Xuân không nghe, cứ một mực lao đi, ai muốn theo thì theo. Từ xa trên đỉnh núi, Tượng Lam Nhi nhìn theo đám người đi xa, rồi cũng lấy phong lân bay lên trời. Cả đám người lại một lần nữa bôn ba đường dài để đến mục tiêu. Quá trình vẫn như cũ, trước tiên xác định rõ vị trí mục tiêu, yêu cầu phải vây kín đúng thời điểm. Sau đó, Sư Xuân không ngừng nhấn mạnh kỷ luật chiến trường, mục tiêu chạy theo hướng nào, đội đó phải giao ra ba người trong môn phái để chịu tội. Trong đội, ai phải chết thì tự chọn, nếu vây không kịp, giết trưởng đội trước. Trung nhị lộ theo ta xuất phát. Lời nói này, mấy ngàn người đã nghe đến mức sắp thuộc lòng. Đổi góc độ mà nói, những lời đó dần dần khắc sâu trong lòng họ. Nhân mã Trung nhị lộ, dù tình nguyện hay không, vẫn cùng hắn lao vào. Những đội khác cũng mang theo tâm lý mệt mỏi mà lao ra thi hành nhiệm vụ, ai nấy đều thận trọng vì chém giết không phải là trò đùa. Nhưng khi họ lần nữa bao vây mục tiêu, phát hiện ra rằng chém giết lần này cũng giống trò đùa. Mấy ngàn người vây quanh chỉ để đối phó vài chục người, có mười mấy người trông hoảng loạn, dường như chỉ chờ để đầu hàng. Đúng vậy, ai trong tình cảnh này cũng sẽ hoảng sợ. Đây không phải là bị vài người vây quanh, mà là bị mấy ngàn người bao vây. Mọi người đã bắt đầu nhận ra, đại đương gia làm động tĩnh lớn nhưng thực ra cũng chỉ là đánh những mục tiêu nhỏ. Những lo lắng và sợ hãi trước đây hoàn toàn không cần thiết. Liên tiếp 3 lần xuất kích, mỗi lần đều chỉ đánh vài chục người, nếu nói rằng 3 lần đó chỉ là trùng hợp thì chẳng ai tin. Rõ ràng thám tử của đại đương gia đã lựa chọn mục tiêu một cách khôn khéo. Những người bị vây hơn 10 người lại lớn tiếng hô, khẳng định rằng trên người họ không có trùng cực tinh. Nhưng không nói còn đỡ, nói ra rồi thì cả đám người bao vây càng tức giận, ai cũng muốn xông lên đánh họ ngã. Trung nhị lộ, giết! Theo hiệu lệnh của Sư Xuân, nhân mã Trung nhị lộ không chút do dự lao vào đánh. Chiến đấu kết thúc không có hồi hộp, quá trình rất nhanh. Lại có vài người bị thương nhẹ khi địch quân liều chết phản kháng. Lần này không cần nhắc nhở, ngay khi trận chiến kết thúc, một nhóm người liền không chờ đợi mà nhanh chóng điều tra hiện trường. Rất nhanh lại có tiếng kêu lớn, có trùng cực tinh, ở đây. Một người giơ tay lắc lư một túi vải đen. Lập tức, nhóm người xung quanh nhanh chóng tập hợp để kiểm kê, không lâu sau lại bùng phát tiếng reo hò. 293 viên, chạm mốc 300 viên, lần này thu hoạch nhiều hơn cả hai lần trước cộng lại. Số lượng này khiến mọi người xung quanh cảm thấy bất ngờ, lần này quả thực không phải ít. Sư Xuân như thường lệ không động vào số trùng cực tinh, một lần nữa hô lớn, Trử huynh, tới thu hàng, đến rồi đây. Trừ cạnh đường cùng mấy sư đệ vui vẻ chen tới. Lần này, Sư Xuân không tiếp tục lề mề, thi triển pháp thuật hô lớn, không nên ở lại đây lâu, viện binh có thể sẽ đến, nhân mã tập kết và di chuyển, tìm chỗ để chỉnh đốn lại. Cuối cùng đại đương gia cũng cho phép dừng lại, mọi người nhẹ nhõm thở phào. Không lâu sau, cả nhóm hàng nghìn người nhanh chóng rút đi, tới nơi thì vội vàng, rời đi cũng vội vã, rất có phong cách đến và đi như gió. Những người bị thương được người khác giúp đỡ dìu đi hoặc cõng theo. Khi mọi người dừng lại ở khu vực sông núi, thời gian đã trôi qua hơn nửa buổi trưa. Thực tế, quá trình chiến đấu rất ngắn, phần lớn thời gian đều dành cho việc di chuyển. Mọi người chọn vị trí phù hợp, xác định chỗ dừng chân, sau đó Sư Xuân lại yêu cầu, Trử huynh, hãy dẫn mọi người kiểm kê lại toàn bộ số trùng cực tinh lần nữa. Trừ cạnh đường mặt cười khổ nói, đại đương gia, số này đã kiểm nhiều lần rồi. Nếu ngươi không tin tưởng, có thể giao cho nhóm khác trông giữ. Sư Xuân trấn an, kiểm kê lại một lần nữa, một lần cuối cùng cho ngày hôm nay. Nghe vậy, mọi người cũng không quá quan tâm. Trừ cạnh đường mơ hồ đoán rằng có điều gì đó sau ý định này và nhận thấy ánh mắt của Sư Xuân có chút ý vị, liền gọi đồng môn cùng tiến hành kiểm kê. Số lượng không ít, việc kiểm kê đòi hỏi thời gian. Cuối cùng Trừ cạnh đường lớn tiếng tuyên bố trước mặt mọi người, tổng cộng là 2.387 viên, hôm nay qua 3 lần tập kích bất ngờ. Tổng cộng thu hoạch được 550 viên trùng cực tinh. 550 viên, không ít chút nào. Thấy chưa, không có các đại phái tham gia, chúng ta cũng không thua kém gì. Trong đám đông vang lên những tiếng nghị luận. Nhiều người trong Huyền Châu đã dành rất nhiều thời gian để thu thập được khoảng 3.000 viên, trong khi họ chỉ cần một ngày đã thu về 500-600 viên, không có sự so sánh thì không thấy rõ sự chênh lệch. Sư Xuân giao số trùng cực tinh cho Bích Lan Tông bảo quản, rồi cho mọi người chỉnh đốn tại chỗ. Mọi người phân chia công việc phòng thủ, phần lớn bắt đầu đào hang để nghỉ ngơi, việc này đối với tu sĩ không phải khó khăn. Bản năng của con người vẫn thích có chút không gian riêng tư. Ngô Cân Lượng sau khi đào xong hang động, Sư Xuân giao cho hắn phong lân, yêu cầu hắn ra ngoài thăm dò.
Khi Ngô Cân Lượng trở lại, trời đã tối đen. Vừa về đến nơi, hắn gật đầu với Sư Xuân, rồi lấy ra từ vòng tay Càn Khôn một túi vải đen, sau đó trả lại vòng tay cho Sư Xuân. Sư Xuân đang ngồi tĩnh tọa đứng dậy, đi qua lối đi tới hang động bên cạnh, liếc mắt ra hiệu cho Trừ Cạnh Đường, đồng thời ra dấu giữ cửa hang. Hai hang động ở cạnh nhau, có lối đi thông nhau. Trừ Cạnh Đường hiểu ý, liền ra hiệu cho hai sư đệ đứng giữ cửa. Ngô Cân Lượng theo sau Sư Xuân vào hang bên cạnh, đặt túi vải đen lên bàn đất, Sư Xuân ra hiệu cho Trừ Cạnh Đường kiểm tra. Trừ Cạnh Đường mở túi vải ra, phát hiện bên trong là những túi nhỏ khác, đưa tay sờ nắn một chút, cảm nhận được bên trong là những viên đá hình tròn. Hắn ngạc nhiên hỏi, đây đều là trùng cực tinh sao? Sư Xuân gật đầu, mở ra xem đi. Trừ Cạnh Đường cẩn thận mở miệng túi, chuẩn bị đề phòng trùng cực tinh chạy ra, nhưng chỉ vừa hé túi, hắn đã sững sờ. Sau đó, hắn nhanh chóng mở rộng miệng túi. Dưới ánh sáng lấp lánh, hóa ra đó chỉ là một túi đá. Những viên đá có hình dạng gần giống với trùng cực tinh, nhưng không có độ tinh xảo của trùng cực tinh. Chuyện gì thế này? Hắn không hiểu, liền mở những túi khác, kết quả tất cả đều là đá. Hắn nhìn ra ngoài hang, nhỏ giọng hỏi, đại đương gia, chuyện này có ý nghĩa gì? Sư Xuân đáp, dùng số đá này đổi lấy những viên trùng cực tinh mà ngươi đang bảo quản. Trừ Cạnh Đường ngạc nhiên, đầu óc quay cuồng suy nghĩ nhưng không tìm ra lý do, liền do dự nói, đại đương gia, việc này không thích hợp. Mọi người đã tin tưởng ta, ngươi muốn số trùng cực tinh này để làm gì? Hai đồng môn bên cạnh hắn cũng đầy nghi ngờ. Sư Xuân trấn an, việc này nhất thời ta không thể giải thích rõ, yên tâm, chỉ mượn dùng một chút, ngày mai sẽ trả lại ngươi. Chuyện này, Trừ Cạnh Đường vẫn còn lưỡng lự. Ngô Cân Lượng chen vào, có gì đâu mà lưỡng lự, lại không cần ngươi chịu trách nhiệm. Ta đã mất không ít thời gian để tìm đá, bóp cho đúng trọng lượng, dễ dàng lắm sao? Sư Xuân thêm lời, không sao, sau này ngươi sẽ hiểu. Trừ Cạnh Đường nghĩ lại thấy cũng đúng, nếu có vấn đề thì không phải hắn chịu trách nhiệm, bèn chỉ vào đống đá và nói, ngày mai ta sẽ mang đống hàng giả này ra trình diện. Sư Xuân đáp, phải làm như vậy. Hôm nay đã làm tới nơi tới chốn, họ sẽ không nghi ngờ gì. Được rồi. Trừ Cạnh Đường thở dài, đã lên phải thuyền giặc, đành ra hiệu cho sư đệ bảo quản trùng cực tinh mang mấy túi trùng cực tinh đến. Ngô Cân Lượng xách lấy mấy túi trùng cực tinh rồi xoay người rời đi. Trước khi đi, Sư Xuân cười vỗ vai Trừ Cạnh Đường và nói, yên tâm, không có chuyện gì đâu. Chương 164, cướp bóc tâm đắc. Nhân sinh có nhiều thăng trầm, tương lai sẽ như thế nào, Mạch Triển Trường cũng không biết. Lúc này, hắn đang ngồi trên đỉnh núi ngắm sao. Từ vị trí này, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy cửa hang của Sư Xuân, nơi có người ra vào liên tục. Chợt nhìn thấy một nhóm mười mấy người tiến vào, hắn lập tức đứng dậy, xuống núi và đến khu vực quanh cửa hang của Sư Xuân. Chờ đến khi nhóm người kia rời đi, hắn vừa kịp gặp họ. Hắn lập tức hỏi một cách thắc mắc, mọi người trông có vẻ xa lạ, là người từ đâu đến. Sau đó hắn làm rõ rằng 15 người trước mắt đến từ 3 môn phái khác nhau, Chính Thiên Môn, Bắc Đình Tông và Tụ Linh Cốc. Đây chính là những môn phái bị Trừ Cạnh Đường kéo vào liên minh nhưng chưa xuất hiện lần nào, được Sư Xuân cử đến. Mạch Triển Trường giả vờ muốn hẹn họ tìm chỗ uống trà, nhưng 3 môn phái này nói rằng họ còn có việc không thể lưu lại. Họ thành thật cho biết mình đang làm nhiệm vụ thám tử cho nhân mã bên Sư Xuân. Không có gì phải giấu, Sư Xuân đã dặn trước, nếu có người hỏi thì thành thật khai báo. Mạch Triển Trường đành tỏ ra tiếc nuối, nói rằng có cơ hội sẽ gặp lại và tiễn đám người rời đi. Bỗng nhiên, hắn quay đầu lại, nhìn thấy có người cưỡi phong lân bay đi, dường như là Vương Thắng, không biết lại đi đâu. Phía bên kia Huyền Châu, một nửa nhân mã khác vẫn đang tiếp tục chỉnh đốn, ngày đêm không ngừng nghỉ. Trong động quật trung tâm, sau khi nhận báo cáo về tình hình mới, Vạn Đạo Huyền đột nhiên đổi chủ đề, nghe nói nhân mã của Vương Thắng trong vòng một ngày đã đánh 3 trận, tất cả đều là quy mô nhỏ, và thu hoạch được 550 viên trùng cực tinh. Nhân mã của hai bên đan xen, việc nghe ngóng thông tin từ bên kia không quá khó khăn. Mộc Lan Thanh Thanh cũng nghe thấy tin tức này và cảm thấy có chút bực bội. Vừa mới tiếp nhận nhân mã trong vòng một ngày, Vương Thắng đã dẫn quân liên tục chiến đấu 3 trận, còn bên phía nàng vẫn chưa xong việc bố trí nhân mã, một ngày thực sự không đủ thời gian. Dù chỉ là 3 trận nhỏ, nhưng có những việc từ nhỏ có thể thấy lớn. Vừa mới tiếp nhận nhân mã đã có thể dẫn quân chạy nhanh một quãng dài, lại còn liên tục tập kích, nói vây là vây chặt, kỷ luật nghiêm minh, mấy ngàn nhân mã không hề hỗn loạn chút nào. Nghe thì đơn giản, nhưng thực sự rất khó làm được. Khi nghe tin, nàng còn nghĩ rằng đó là nói phóng đại, chuyện này liệu có thể sao? Quả thực như thần thoại vậy. Nhưng không phải chuyện về số trùng cực tinh,
Nàng hiểu rõ nhân mã của mình, biết rằng mấy ngàn người không dễ dàng chỉ huy như vậy, đặc biệt là trong tình cảnh mới tiếp nhận nhân mã hỗn loạn. Vậy mà Vương Thắng lại có thể điều khiển nhân mã như cánh tay của mình, chẳng khác gì thần thoại. Sau khi xác nhận nhiều lần, nàng buộc phải thừa nhận rằng Vương Thắng thực sự không phải là thần thoại, hắn đã đơn giản mà hoàn thành nhiệm vụ này. Khả năng dẫn dắt nhân mã một cách tinh chuẩn, lôi kéo mấy ngàn người ngựa mà điều khiển như một phần cơ thể. Sự tiêu sái và khéo léo trong cách điều khiển đó khiến nàng cảm thấy bản thân mình thật thiếu năng lực. Chính nàng cũng tự hỏi lòng, chẳng lẽ ta và hắn thực sự có sự khác biệt lớn đến vậy sao? Nàng rất thắc mắc, chẳng lẽ đệ tử Du Hà Sơn lại thường xuyên kết bè kéo nhóm chém giết đến mức thuần thục như thế sao? Nàng không tin vào chuyện sinh ra đã biết. Đường Chân thầm nói, các ngươi đừng coi thường, dù chỉ là trò đùa trẻ con, nhưng Vương Thắng dường như thực sự có chút bản lĩnh. Nói xong, hắn không khỏi nhìn Mộc Lan Thanh Thanh thêm vài lần, thầm nghĩ rằng các bậc trưởng bối bên nàng đều là người nào mà có thể lựa chọn con rể như vậy. Mộc Lan Thanh Thanh, với tư cách là người chỉ huy, không muốn tăng uy thế cho người khác mà làm giảm uy tín của mình. Bèn nói, trò đùa trẻ con không tính là tài năng, chúng ta cũng phải nhanh chóng hoàn thành công việc. Ngày mai phải hoàn thành việc phân chia nhân mã. Nhân mã mới chỉ chia ra một ngày mà thôi, nhưng Vương Thắng đã khiến nàng cảm nhận được áp lực không nhỏ. Được, mấy người lần lượt đáp ứng. Trong màn đêm yên tĩnh, ở giữa đồng trống không thể giấu ai, Sư Xuân từ trên trời hạ xuống, đáp xuống bên cạnh tượng Lam Nhi. Không có lời khách sáo, Sư Xuân lấy ra vài túi vải đen và vỗ vào chúng, tổng cộng 2.387 viên, đêm nay ngươi tiếp tục xử lý. Quá trình như hôm qua, làm tương tự. Tượng Lam Nhi ngạc nhiên hỏi, lấy ở đâu ra nhiều trùng cực tinh như vậy? Sư Xuân đáp, một nửa từ Huyền Châu, thêm mấy trăm viên từ chúng ta. Tượng Lam Nhi hỏi, toàn bộ phát ra sao? Sư Xuân gật đầu, phát hết đi, nhưng vẫn chưa đủ. Ngày mai tiếp tục làm 3 trận, 2 trận đầu ngươi phải chuẩn bị hơn 1.000 viên. Khi nào số trùng cực tinh này về tay ta, ta sẽ đưa cho ngươi tiếp. Trận thứ 3 cần chuẩn bị quy mô lớn hơn 2.000 viên. Tượng Lam Nhi hơi kinh ngạc, lượng lớn như vậy, lấy từ mấy chục người, ngươi nghĩ có hợp lý không? Sư Xuân đáp, vì thế quy mô cần lớn hơn một chút, có thể sẽ cần hơn 100 người. Nhưng phải tránh các nhân mã tinh nhuệ của các châu, tóm lại ngươi hãy xem xét mà sắp xếp. Tượng Lam Nhi vẫn không nhận túi trong tay hắn, hỏi, túi tới túi lui, rồi lại đoạt chính đồ của mình, bỏ công sức lớn như vậy, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Sư Xuân đáp, chẳng phải ta đã nói rồi sao, mục tiêu là giành lấy vị trí đệ nhất. Tượng Lam Nhi chỉ vào túi trong tay hắn, hỏi, ngươi cứ đi đi lại lại, lấy đi rồi lại giành lại mấy thứ này, như vậy mà cũng có thể giành đệ nhất sao? Sư Xuân gật đầu, đúng, cứ cướp đi cướp lại, đệ nhất sẽ đến. Tượng Lam Nhi không muốn tỏ ra mình ngu ngốc hơn hắn, nhưng lần này nàng thực sự không hiểu nổi. Có cái gì đó dường như mơ hồ lộ ra, nhưng nàng nghĩ mãi mà không thông. Cuối cùng, nàng không kìm được, thể hiện tinh khí trẻ con, ngươi giải thích rõ ràng, ta không thể mơ hồ mà giúp ngươi tiếp tục làm. Quay đầu lại, nếu bị ngươi bán đứng thì ta cũng không biết đâu. Nói xong, nàng khoanh tay trước ngực, quay người sang bên, tỏ ra khá là kiêu ngạo. Chính nàng có lẽ cũng không nhận ra, trước mặt Sư Xuân, nàng ngày càng thoải mái, ngày càng ít giả vờ hơn. Sư Xuân không muốn nói toạc chuyện này ra, nhưng tình hình đã diễn biến đến mức phải dựa vào sự trợ giúp của Tượng Lam Nhi, hắn đành phải cởi mở hơn. Sau khi suy nghĩ một lúc, Sư Xuân nói, ngươi cũng biết quy tắc thắng bại giữa ta và Mộc Lan Thanh Thanh rồi. Tượng Lam Nhi bình thản đáp, biết chứ. Chẳng phải là ai giành được nhiều trùng cực tinh hơn thì cuối cùng cả hai bên đều phải đưa tất cả số trùng cực tinh cho người đó sao? Nhưng vấn đề là ngươi cứ đi đi lại lại cướp mấy thứ này, cuối cùng số lượng cũng chỉ có vậy, làm sao có thể thắng nàng được? Sư Xuân mệt mỏi với việc giữ đống đồ, bèn đặt nó xuống và nói, Phượng Mỹ Mỹ, có thể ngươi đã quên xuất thân của ta, quên ta đến từ đâu? Tượng Lam Nhi liếc nhìn hắn, chẳng phải ngươi từ đất Lưu Đày sao, chuyện đó có gì đáng để ngươi nhấn mạnh chứ? Sư Xuân cười nhạt, có gì đáng để đắc ý đâu. Trong mắt các ngươi, ta chỉ là một người thuộc tầng lớp thấp kém, một đám dân đen chết không đáng tiếc. Tượng Lam Nhi lập tức phản đối, này, ngươi đừng nói bừa. Ta chưa bao giờ nghĩ như vậy, ngươi đừng tự coi thường mình rồi đổ lên đầu ta. Không muốn tranh cãi thêm, Sư Xuân tiếp tục vào chủ đề chính, ta đến từ đất Lưu Đày, có thể ta không giỏi về những việc khác, nhưng về cướp bóc thì ta có không ít kinh nghiệm. Nói đơn giản, tất cả đều muốn cướp đi thứ của đối phương. Ta không tin rằng bên có sức mạnh hơn sẽ chỉ đứng yên mà thua. Tượng Lam Nhi nghe xong thì dần hiểu ra, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, ý của ngươi là bên Mộc Lan Thanh Thanh sẽ phá bỏ thỏa thuận và bội ước.
Su Xuân gật đầu, đây không phải là một cuộc chiến thông thường của phàm nhân, không có sức mạnh thì chỉ dựa vào số lượng cũng vô ích. Tuy rằng sự chênh lệch tu vi không lớn, nhưng 100 người yếu không thể ngăn cản một cao thủ. Nhân mã tinh nhuệ của Huyền Châu đều nằm dưới trướng Mộc Lan Thanh Thanh, trong khi ta chỉ có một đám ô hợp. Số trùng cực tinh quý giá hầu hết cũng nằm trong tay các nhân mã tinh nhuệ của các châu. Đám ô hợp của ta dù có dũng cảm đến mấy, đánh liên tục như thế này, liệu có thể đối đầu với các nhân mã tinh nhuệ mấy lần? Coi như có thể thắng mấy lần, nhân mã của ta cũng chẳng mấy chốc sẽ bị đánh sạch, giành thắng lợi vài lần thì liệu có thể giành được tất cả sao? Vì thế, lực lượng thật sự có thể giành được vị trí đệ nhất từ tay các châu vẫn là bên Mộc Lan Thanh Thanh. Muốn giành vị trí đệ nhất, phải dựa vào nhân mã của Mộc Lan Thanh Thanh. Dựa vào quy tắc tỉ thí ban đầu, cho dù chúng ta có đánh đến sạch người cũng không thể thắng nổi họ. Điều ta muốn làm là ép cho bên Mộc Lan Thanh Thanh càng điên cuồng hơn trong việc giành vị trí đệ nhất, buộc họ không tiếc bất cứ điều gì để đạt được mục tiêu đó, và cuối cùng để họ nhận ra rằng, dù có cố gắng đến đâu cũng không thể vượt qua chúng ta. Đôi mắt của Tượng Lam Nhi bỗng trở nên sáng lấp lánh, nàng bỏ tay xuống và xoay người đối diện với Sư Xuân, khuôn mặt lộ rõ vẻ phấn khích, ngươi muốn ép họ phải phá bỏ thỏa thuận và bội ước sao? Sư Xuân gật đầu, đúng vậy. Vẫn là câu nói đó, tất cả mọi người đều muốn cướp thứ của đối phương, làm sao một kẻ mạnh có thể dễ dàng chấp nhận thất bại. Nhưng dù gì thì chúng ta cũng là nhân mã của Huyền Châu, họ không thể công khai giết hết chúng ta để cướp đoạt, nhưng cuối cùng, trùng cực tinh chỉ có thể thuộc về một bên. Cuối cùng, cách giải quyết nhất định phải là một phương án mà cả ta và họ đều có thể chấp nhận. Tượng Lam Nhi giờ đây đã hoàn toàn hiểu rõ, hóa ra việc Sư Xuân liên tục giành đi giành lại đồ của mình lại có một mục đích như vậy. Ánh mắt nàng nhìn Sư Xuân trở nên phức tạp. Đến giờ nàng mới thực sự nhận ra rằng những gì hắn nói trước đó không phải là đùa. Hắn thực sự muốn giành vị trí đệ nhất và dự định dùng sức của mình để làm điều đó mà không có sự hỗ trợ từ bất kỳ thế lực nào phía sau. Nếu thực sự có thế lực nào giúp đỡ hắn, thì chính là nàng. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại rồi hỏi, ngươi có nghĩ đến việc nếu ngươi thực sự giành được vị trí đệ nhất, Vô Kháng Sơn bên kia sẽ phản ứng ra sao? Họ rõ ràng chẳng hề có ý định chấp nhận kết quả này. Sư Xuân cười khinh thường, nếu ta thực sự giành được vị trí đệ nhất, ta còn cần quan tâm đến suy nghĩ của Vô Kháng Sơn sao? Tượng Lam Nhi hơi bất ngờ, nàng cảm thấy cách nhìn của hai người không hoàn toàn khớp nhau. Nhưng ít nhất thì hắn thật sự có gan làm điều đó. Tốt, coi như ta đã giải thích rõ ràng rồi. Nhờ ngươi giúp vậy. Sư Xuân đá nhẹ túi vải đen dưới chân, bên kia vẫn còn một đống người, ta về trước. Nếu có gì mới, báo tin cho ta. Dứt lời, hắn bay lên không trung, khống chế phong lân bay xuyên qua màn đêm. Tượng Lam Nhi đứng yên nhìn theo hắn từ xa, ánh mắt trầm ngâm và suy tư, đứng đó rất lâu không rời đi. Các bạn đang nghe truyện Sơn Hải Đề Đăng của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.top, chương 165, sát khí. Tiếng va chạm mạnh mẽ vang vọng trong rừng núi khi trời còn chưa sáng, hơn 3.000 nhân mã của Sư Xuân đã sẵn sàng tập kết. Một tiếng hiệu triệu vang lên, dẫn dắt cả đội xuất phát. Phía sau không ít người lẩm bẩm oán trách, trời chưa sáng, đêm hôm khuya khoắt đi đường, định đi đầu thai hay sao. Nhưng đó chỉ là vài lời oán trách nhỏ. Cái cảm giác lo lắng và khẩn trương trước trận chiến đã không còn nữa. Họ hiểu rõ đại đương gia Sư Xuân, hắn luôn nhắm vào những mục tiêu yếu hơn, không thích đối đầu với kẻ mạnh, chỉ muốn lấy mạnh hiếp yếu. Điều này khiến cả đội chỉ cảm thấy mình như đang làm những việc chẳng may, bị kéo đi kéo lại liên tục. Khi họ đến gần mục tiêu, trời đã sáng. Sau khi vây quanh mục tiêu, họ mới phát hiện hôm nay không giống hôm qua, mục tiêu lần này là một đội quân gần 200 người. Đội nhân mã này cũng đã trải qua một đêm chỉnh đốn, chuẩn bị xuất phát khi trời sáng. Theo thông tin từ Tượng Lam Nhi, đội nhân mã này một khi xuất phát sẽ khó có cơ hội thoát thân, do đó Sư Xuân quyết định dẫn quân đuổi theo, tận dụng lúc bình minh để ra tay. Lần này, đội quân bị vây không hề kêu lên rằng họ không có trùng cực tinh. Khi Sư Xuân ra lệnh tiến công, nhân mã trung nhị lộ lập tức xông vào. Đối phương phản kháng quyết liệt, cuối cùng đội quân bao vây cũng đã tìm thấy cơ hội chính thức để tấn công. Tại giáo trường Vương Đô, vô số ánh mắt nhìn chăm chú vào trận hỗn chiến trên kính tượng. Huyền Châu vực chủ, Si Nhượng, đang cau mày quan sát, lần này là chính ông yêu cầu hiển thị hình ảnh của Sư Xuân trên kính tượng. Hôm qua, vì có việc, tất cả các vực chủ đều vắng mặt và không tới. Tuy nhiên, sau khi nghe nói về việc Sư Xuân chỉ huy hàng ngàn nhân mã của Huyền Châu, Si Nhượng đã đến từ sáng sớm, yêu cầu hiển thị ngay cảnh tượng này để hiểu rõ tình hình. Sinh Châu vực chủ, Vệ Ma, cũng nhíu mày,
nhìn cảnh tượng mà không thể hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Bên cạnh trên đỉnh núi, Miêu Định Nhất và toàn gia đình cũng đã tới từ sớm, vì nghe rằng Sư Xuân đang chỉ huy nhân mã của Huyền Châu chiến đấu, nên muốn tận mắt chứng kiến. Nam công tử đứng đó, khuôn mặt lộ rõ sự hoang mang, trong khi Kha trưởng lão và Ân Huệ Hinh trưởng lão của Vô Kháng Sơn cảm thấy run rẩy. Cả hai không biết mình đã gây ra lỗi lầm gì trong kiếp trước mà lại phải chứng kiến cảnh này lần nữa, không thể trốn thoát được. Họ luôn lo lắng mỗi khi Vương Đô vào đêm, và trong lòng Ân Huệ Hinh không ngừng dùng lời lẽ thô tục để mắng chửi Sư Xuân. Là nhân mã của Sinh Châu nhưng lại pha trộn quá sâu với Huyền Châu, cả hai vị trưởng lão đều không biết làm thế nào để báo cáo lại với Vệ Ma. Kha trưởng lão đã từng bị Vệ Ma trách mắng trước đó, và giờ không biết liệu còn có đường sống nào cho Vô Kháng Sơn. Nếu Sư Xuân có thể nắm lấy cơ hội hợp tác với Huyền Châu, Vô Kháng Sơn thực sự sẽ không có nơi để dựa vào. Dẫu có thể giúp Huyền Châu có được chỗ đứng, nhưng hắn lại giết đi Túc Nguyên Tông đệ tử, đẩy mọi thứ vào bế tắc. Những đệ tử của môn phái bị vây công lần này rất mạnh mẽ. Trên kính tượng, họ như một bọt nước rõ ràng giữa trận chiến hỗn loạn. Trong một thời gian ngắn, họ đã giết được hơn 10 người thuộc nhân mã của Huyền Châu. Tuy nhiên, do bị bao vây từ bốn phương tám hướng, họ dần rơi vào tình thế hỗn loạn và bất lợi. Nhiều người cùng tấn công có ưu thế lớn, và khi lâm vào tình cảnh chém giết ở cự ly gần, các pháp thuật mạnh mẽ trở nên rất khó thi triển. Thấy tình hình như vậy, Sư Xuân liền rút đao xông vào, mấy nhát đao hạ xuống khiến đối phương ngày càng bị ép chặt. Khi đối phương lộ sơ hở, họ liền bị chém ngã bởi loạn đao và loạn kiếm. Sau khi những kẻ mạnh nhất của đối phương bị tiêu diệt, trận chiến gần như đã kết thúc. Trên đài quan sát, Huyền Châu vực chủ Si Nhượng vẫy gọi người chủ sự tới và hỏi, xác nhận thông tin rồi chứ? Người chủ sự cúi người trả lời, không sai biệt lắm, tất cả đều là nhân mã của Huyền Châu. Si Nhượng, Huyền Châu vực chủ, khi vừa đến đã yêu cầu người chủ sự xác nhận giúp hắn xem liệu nhân mã do Sư Xuân dẫn dắt có thực sự đều là người của Huyền Châu hay không. Ha, thật là kỳ quặc, tên này rốt cuộc đứng về phe nào đây? Si Nhượng nghiêng người, tựa vào lan can và lẩm bẩm. Trước đó, Sư Xuân đã giết đệ tử của Túc Nguyên Tông, khiến hắn tức giận. Nhưng giờ lại thấy Sư Xuân chỉ huy nhân mã Huyền Châu để giành lấy trùng cực tinh, nếu nói nhiều người như vậy phản bội Huyền Châu, hắn cũng không tin. Trận chém giết kết thúc, vẫn còn nhiều người không có cơ hội sử dụng vũ khí của mình. Trong lúc chiến trường đang được dọn dẹp, có người giơ lên một túi vải đen và hô lớn, trùng cực tinh, tìm được rồi. Sư Xuân và Ngô Cân Lượng đều không bất ngờ, vì đây là kết quả đã dự tính trước, chỉ cần chờ người khác tìm thấy mà thôi. Điều khiến hai người hơi bất ngờ là chỉ một lúc sau, lại có người giơ túi vải đen lên và hô, trùng cực tinh, ở đây còn có nữa. Không lâu sau, kết quả kiểm kê đã có, một bên lớn tiếng thông báo, 68 viên. Bên kia, đám người vây quanh kiểm kê một lúc lâu, thậm chí phát ra tiếng thốt lên, rồi có người hưng phấn hô, 1088 viên. Sư Xuân và Ngô Cân Lượng nhìn nhau mỉm cười, nhận ra Tượng Lam Nhi đã làm rất tốt, biết cách để lại số lượng có vẻ lẻ lẻ. Nhiều vậy sao? Ta có nghe nhầm không? Không sai, là 1088 viên. Mạch Triển Trường nghe vậy liền chen vào, tự mình muốn kiểm tra túi vải đen để xác nhận. Sau đó, Trừ Cạnh Đường dẫn đầu đệ tử Bích Lan Tông tự mình kiểm kê và nghiệm thu. Kết quả được công bố xác thực khiến mấy ngàn người reo lên ồn ào. Trừ Cạnh Đường và đệ tử Bích Lan Tông lần này tỏ ra rất bình tĩnh. Trận chiến này, hơn 20 người đã tử vong, còn hơn 20 người bị thương nặng. Trước những con số thương vong này, Sư Xuân không tỏ ra đồng cảm. Điều đó không phải việc của hắn. Hắn cũng không cho phép cả đội dừng lại lâu. Người bị thương được giao lại cho đồng môn chăm sóc, còn Sư Xuân lại ra lệnh cho thám tử tiếp tục báo tin, rồi dẫn đội xuất phát lần nữa. Không dừng chân, họ lại tìm thấy mục tiêu tiếp theo và tổ chức vây hãm. Lần này là một đội khoảng 200-300 người. Trận chém giết tiếp theo lại khiến phe mình thương vong hơn 10 người, nhưng thu hoạch cũng đáng mừng, thêm hơn 1.000 viên trùng cực tinh. Liên tục thu hoạch hơn 1.000 viên khiến mấy ngàn người trong đội đều bất ngờ. Lần này, Sư Xuân cảm thấy thương cảm cho sự vất vả của cả đội, nên sau khi rời khỏi chiến trường, hắn tìm một nơi để nghỉ ngơi. Trong thời gian đó, Sư Xuân lại đến tìm Trừ Cạnh Đường để lấy hai lần thu hoạch trùng cực tinh trước, nhưng lại không biết từ đâu lấy ra một đống túi vải đen chứa đầy đá để đổi lại. Nhân lúc đi tuần tra xung quanh, Sư Xuân bí mật gặp Tượng Lam Nhi và giao lại cho nàng số trùng cực tinh đã lấy được. Sau khi nhận được tin từ Tượng Lam Nhi rằng đã chuẩn bị xong, Sư Xuân ra lệnh cho toàn đội chỉnh đốn lại và lập tức kết thúc nghỉ ngơi. Hắn hô lớn, tập hợp nhân mã và tiếp tục dẫn đội tiến hành cuộc tập kích bất ngờ. Trên đường đi,
trừ Cạnh Đường và các sư huynh đệ của mình giữ chặt những túi vải đen chứa trùng cực tinh, bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Bất cứ ai đến gần đều khiến họ trở nên cảnh giác cao độ. Chiến trường lần này nằm trong một hẻm núi đầy loạn thạch. Lợi dụng số lượng nhân mã đông đảo, Sư Xuân ra lệnh tấn công. Huyền Châu nhân mã như những cơn lốc giữ cuốn lấy mục tiêu, điên cuồng tiến lên. Ai ngờ trận chiến lần này lại là một trong những trận khó khăn nhất kể từ khi tổ chức nhân mã của Huyền Châu. Bụi đất bay lên từ trong hẻm núi, bóng người bay qua rồi rơi xuống, tiếng hét giết vang vọng khắp nơi. Sự quyết tâm từ cả hai bên như thổi bùng lên tinh thần chiến đấu, cả hai đều liều mạng mà chiến đấu đến mức máu đỏ cả mắt. Đứng trên đỉnh hẻm núi, Sư Xuân có thể cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc từ trong hẻm núi bốc lên, kích thích dục ma công trong cơ thể hắn tự động vận hành. Mỗi lỗ chân lông trên cơ thể đều mở ra, thu nạp cái nguồn khí tức tối tăm kia. Hắn nhận ra rằng cái nguồn khí tức tối tăm đó chính là sát khí. Đây không phải lần đầu hắn trải qua điều này. Tại đất Lưu Đài, trong những trận chiến lớn, hắn cũng từng cảm nhận được sát khí và nhận thấy cơ thể hắn rất ưa thích loại khí này. Sát khí được hấp thụ sẽ khiến thân thể hắn ngày càng mạnh mẽ hơn. Trước đây hắn chỉ biết mình có thể hấp thu sát khí, nhưng không hiểu rõ sát khí là gì. Lần này, khi cảm nhận được sát khí, hắn sử dụng mắt phải có dị năng để nhìn thấy rõ hơn. Trong hẻm núi loạn thạch, sát khí bốc lên từ cơ thể những người đang chém giết, tạo thành những làn xương đỏ sẫm. Những làn xương này như kích thích sự cuồng bạo trong cả hai phe, khiến họ càng trở nên manh động và không còn sợ chết. Sư Xuân nhìn sơ qua cũng đã hiểu ra, sát khí chính là một loại huyết khí được kích phát từ cơ thể con người trong khi chiến đấu. Những làn xương đỏ bay ra khỏi hẻm núi và theo dòng dục ma công, chúng bị hút vào cơ thể của Sư Xuân. Không cần phải nhìn bằng mắt, thân thể của Sư Xuân cũng cảm nhận được lần hấp thụ sát khí này lớn hơn rất nhiều so với các trận chiến ở đất Lưu Đài. Bởi ở đó, trận chiến lớn nhất cũng chỉ có vài trăm người và tu vi của các bên chênh lệch rất lớn. Điều này dẫn đến huyết khí cũng không đồng đều. Trong những trận chiến lớn, khi các pháp thuật trở nên khó thi triển và cơ thể gặp nguy hiểm cận kề, sát khí của mỗi người đều bùng lên mạnh mẽ và Sư Xuân cảm nhận được lần này cơ thể hắn đang hết sức thoải mái khi hấp thụ nó. Thể xác và tinh thần của hắn đều cảm thấy vô cùng sảng khoái. Những trận vây quét trước đó chưa từng tạo ra loại sát khí đằng đằng này. Trong khi Sư Xuân đang đứng nhìn xuống chiến trường, không ai nhận ra trên khuôn mặt của hắn, những vết sẹo dần biến mất. Những vết sẹo này mờ đi một cách rõ rệt dưới ảnh hưởng của sát khí, và trong khoảng thời gian ngắn, chúng biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một dấu vết nhỏ với màu da hơi khác biệt. Đột nhiên, Sư Xuân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, và thông qua dị năng của mắt phải, hắn nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Một con quái điểu màu đỏ rực, có cánh dài hơn một trượng, kéo theo cái đuôi dài, trông giống như phượng hoàng trong truyền thuyết. Cánh của con quái điểu như bùng cháy, hai mắt phát ra ánh sáng đỏ rực. Con quái điểu này bay lên rồi bay xuống vùng trời phía trên hẻm núi, thậm chí bay xuyên qua giữa những người đang chém giết nhau. Mỗi khi nó bay qua, nó đều hút đi một lượng lớn sát khí từ chiến trường, nhưng không ai ở đó nhận ra sự hiện diện của con quái điểu này. Chương 166, Điểu Binh. Sư Xuân từ từ nhắm lại mắt phải, chỉ để lại tầm mắt của mắt trái nhìn xuống hẻm núi. Không có gì lạ mắt, không có con quái điểu nào đang bay lượn. Hắn hiểu rằng những sinh vật như con quái điểu này tồn tại trong một thế giới hư ảo mà chỉ mắt phải của hắn có thể thấy. Nguyên lai hư ảo thế giới là có vật sống, Sư Xuân tự nhủ. Ngoài con quái điểu, hắn nhớ đến một vật sống khác có liên quan đến thế giới hư ảo, Thư Tương. Tuy nhiên, hắn không chắc liệu Thư Tương có phải là sinh vật của thế giới hư ảo hay không, bởi nó có khả năng xuyên qua cả hai thế giới, hư ảo và hiện thực. Hắn thầm suy đoán, có thể nó còn là một tồn tại cấp cao hơn. Thư Tương đã mang đến cho hắn dị năng ở mắt phải. Điều này khiến hắn tự hỏi liệu con quái điểu có thể mang lại cho hắn điều gì tương tự hay không. Mở mắt phải ra lần nữa, Sư Xuân thấy con quái điểu vẫn tiếp tục bay lượn qua lại trong cảnh chiến đấu hỗn loạn, hút lấy sát khí dày đặc. Những chiến binh bên dưới vẫn tiếp tục chém giết nhau, không hề bị ảnh hưởng bởi con quái điểu. Rõ ràng nó bị cuốn hút bởi sát khí từ trận chiến. Sư Xuân và quái điểu, cả hai đều đang hấp thu sát khí. Điều này khiến hắn cảm thấy cơ thể mình đang được tẩm bổ, mạnh mẽ hơn. Hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội hấp thu sát khí hiếm có này, cho nên dù biết rằng có những kẻ thù mạnh mẽ đang gây ra thương vong cho đồng đội mình, hắn vẫn đứng yên không ra tay. Đột nhiên, con quái điểu đang bay lượn trong đám người chém giết đột ngột quay đầu nhìn về phía Sư Xuân. Ánh mắt đỏ rực lóe lên, làm cho hắn thoáng giật mình. Sư Xuân không chắc chắn liệu con quái điểu có thực sự nhìn thấy mình hay không, bởi hai thế giới này vốn dĩ không dễ dàng kết nối với nhau. Nhưng rất nhanh,
hắn hiểu ra lý do. Có vẻ như con quái điểu đã nhận ra một điểm khác biệt, một nơi khác đang hấp thu sát khí, và nơi đó chính là hắn. Con quái điểu bất ngờ chuyển hướng, xoay mình và bay thẳng về phía Sư Xuân. Nó như một đám lửa, dữ tợn và rực cháy, lao thẳng về phía hắn. Mặc dù cảnh tượng quái điểu lao về phía mình đầy hung tợn, nhưng Sư Xuân không hề tránh né. Hắn biết rằng thế giới của quái điểu không giao thoa với thế giới hiện thực. Vừa nãy, nó đã bay qua nhiều người mà không tạo ra bất kỳ tác động nào. Khi quái điểu đâm thẳng vào thân thể của Sư Xuân, trong nháy mắt, thế giới như ngừng lại. Thời gian và ánh sáng đều ngưng đọng, tất cả âm thanh biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch của hắn. Hình ảnh chiến đấu trước mặt như chậm lại, mọi thứ trở nên mơ hồ và chậm chạp. Trong tầm mắt của mình, Sư Xuân thấy một hạt giống nào đó trong cõi u minh, từ từ mọc rễ, nảy mầm, lớn lên thành một cái cây khổng lồ, che phủ cả bầu trời. Ánh nắng xuyên qua tán cây, tạo nên những bóng mờ loang lổ trên mặt hắn. Đây là sự sống, quá trình phát triển mạnh mẽ của sự sống. Một luồng sinh mệnh lực mạnh mẽ, không còn là sát khí nữa, dưới hình dạng một loại sương mù, bắt đầu tuôn ra từ con quái điểu và bị Sư Xuân điên cuồng hấp thu vào cơ thể qua từng lỗ chân lông. Hắn cảm thấy giống như đang uống những ngụm nước lớn, mỗi lỗ chân lông đều đang hút mạnh mẽ. Nếu như việc hấp thu sát khí từ những chiến binh trước đây chỉ như hấp thu một làn sương mỏng, thì giờ đây, nó giống như một dòng sông sinh mệnh cuồn cuộn chảy vào cơ thể hắn. Sự sống cuồn cuộn, mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng làm cho Sư Xuân cảm thấy thoải mái đến mức không thể tả. Hắn giang hai cánh tay, nắm chặt nắm đấm, ngửa mặt lên trời, cảm nhận sự thăng hoa của sinh mệnh. Cơ thể hắn run lên, mặt đỏ bừng lên với luồng sinh khí mạnh mẽ đang tuôn trào. Ngô Cân Lượng bên cạnh nhận thấy sự thay đổi này, tiến lại gần và nói đầy lo lắng, Xuân Thiên, ngươi thế nào? Sư Xuân ra hiệu cho Ngô Cân Lượng không nên làm phiền hắn. Con quái điểu, lúc này, đã từ từ bay ra khỏi cơ thể Sư Xuân. Ánh mắt đỏ của nó đầy vẻ bối rối, giống như nó vừa trải qua một điều kinh ngạc. Trên thân thể nó, làn sương mù liệt diễm đang bị hút mạnh vào cơ thể Sư Xuân. Quái điểu rõ ràng có thể cảm nhận được luồng lực hút mạnh mẽ đó. Nó cố gắng vùng vẫy, bay lượn xung quanh cơ thể Sư Xuân, nhưng cuối cùng cũng phải thoát ra, bay đi xa để cắt đứt sự kết nối. Ngay khi con quái điểu thoát khỏi, Sư Xuân mới cảm thấy mình quay trở lại với thực tại, rời khỏi thế giới chậm chạp và quay về với cảnh chiến đấu. Hắn quay đầu nhìn theo bóng dáng quái điểu đang bay đi xa, lộ rõ sự lúng túng và e dè. Nhưng rồi, trước mắt hắn lại xuất hiện một con quái điểu khác, hình thể tương tự, đang từ phía trước bay tới. Con quái điểu này cũng đang lượn qua lại trên chiến trường, hút lấy sát khí từ những người đang chiến đấu. Nguyên lai con quái điểu này ở thế giới hư ảo không chỉ có một con. Nó đến muộn, bởi vì trận chiến kết thúc quá nhanh, nó đến để hấp thu mà không kịp uống được mấy ngụm đã phải bay đi. Sư Xuân đưa mắt nhìn. Hắn chỉ biết rằng việc hấp thu sát khí giúp cải thiện khả năng chống chịu của cơ thể, đẩy nhanh quá trình hồi phục vết thương và giúp kéo dài sức bền của cơ thể. Nhưng ngoài những điều đó, hắn không biết việc hấp thu sát khí liên tục sẽ mang đến biến đổi gì cho cơ thể, cũng không biết liệu có tác dụng phụ nào không. Bởi vì không ai nói cho hắn biết mà Bát Thúc, người truyền công pháp cho hắn, cũng không rõ. Vì thế hắn cũng không biết liệu có nên để tâm đến con quái điểu kia hay không. Sau khi trận chiến kết thúc, hiện trường trở nên khá thê lương, hơn 100 người đã chết, còn số người bị thương nhẹ lên đến hơn 200. Những người từng chiến đấu đến đỏ mắt cũng dần bình tĩnh lại, nhưng rồi nhanh chóng lại bị tiếng hò reo làm sôi động trở lại. 2.992 viên, hai túi tổng cộng 2.992 viên. Sau khi kiểm kê, tiếng hoan hô bùng nổ như cơn sóng, làm tan biến không khí chết chóc đầy máu tanh của chiến trường. Sư Xuân và Ngô Cân Lượng có chút lặng người, số lượng này nhiều hơn hẳn so với hôm qua. Điều này có nghĩa rằng mặc dù phải hy sinh nhiều người như vậy, họ vẫn giành được một chút lợi ích. Bầu trời đã chuyển sang hoàng hôn, hôm nay trận chiến đã dừng lại. Sau khi dọn dẹp chiến trường, quân đội tập hợp và nhanh chóng di chuyển để tránh bị quân địch chủ lực tập kích. Đêm nay họ lại chuyển sang một nơi khác để chỉnh đốn. Hàng ngàn người này có vẻ như sẵn sàng chiến đấu và nghỉ ngơi bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Mọi người giải tán nghỉ ngơi trước, trừ Cạnh Đường cũng một lần nữa giải thích với mọi người về thành quả hôm nay. Hắn lớn tiếng tuyên bố, hôm nay tổng cộng thu hoạch được 5.571 viên. Hiện tại chúng ta có tổng cộng 7.958 viên trùng cực tinh. Số lượng này, trong lòng Trừ Mỗ đầy cảm giác thẹn thùng, hắn biết rõ không thể nào có hơn 5.000 viên. Thành quả cuối cùng của trận chiến hôm nay chính là tổng số trùng cực tinh trước mắt. Mọi người nghe thông báo này cũng không có gì ngạc nhiên, dựa vào thành quả của 3 trận trước đó cũng có thể tính ra.
lần này không còn việc đếm số lại trước mặt mọi người. Sư Xuân có ý rằng số lượng quá nhiều, đếm lại quá phiền phức, nên để sau này đội ngũ tự mình biết rõ thành quả mỗi trận là được. Tình hình đến nước này, trừ Cạnh Đường đại khái hiểu vì sao hôm qua đại đương gia không bắt hắn phải đếm tất cả trùng cực tinh trước mặt mọi người. Đó là để chứng minh rằng số lượng thu hoạch mỗi trận đều đáng tin cậy, là để làm tê liệt mọi người, để sau này có thể làm giả mà không bị nghi ngờ. Sau khi đào xong hang để nghỉ ngơi, một hồi bận rộn, Sư Xuân và Ngô Cân Lượng tìm gặp Trừ Cạnh Đường. Trừ huynh, Ngô Cân Lượng mỉm cười, đẩy lên trước mặt hắn một đống túi vải đen căng phồng. Trừ Cạnh Đường nhìn liền hiểu, vội bảo sư đệ ra trông coi cửa hang, sau đó giao toàn bộ số trùng cực tinh thật cho Sư Xuân và Ngô Cân Lượng mang đi. Khi sư đệ trở lại cửa hang, nhìn thấy mọi người đang nghiêm túc canh giữ đống túi vải đen, không nhịn được nói nhỏ, Trừ sư huynh, sao ta cảm thấy chúng ta còn giữ đồ giả cẩn thận hơn cả thật vậy? Trừ Cạnh Đường cười mắng, ngươi nói nhảm à? Không chỉ họ coi trọng như vậy, Sư Xuân bên kia cũng hết sức cẩn thận, còn điều đến cả bốn môn phái khác để bảo vệ Trừ Cạnh Đường và đồng bọn. Với danh nghĩa là theo số lượng trùng cực tinh tăng lên, cần đề phòng có kẻ nổi lòng tham. Mọi người đều tán thành. Ngày hôm sau, khi trời vừa sáng, hơn 3.000 quân dưới sự chỉ huy của Sư Xuân lại bắt đầu hành trình mới. Có thể nói là chinh chiến ngày này qua ngày khác. Ngày nào cũng có trận chiến, mỗi ngày ít nhất có 2 trận, có khi lên đến 5 trận. Hơn 3.000 người vòng quanh Nguyệt Hải chinh phạt, bất kể thương vong, mỗi trận đều chiến thắng, không có đối thủ, đánh ra tinh thần sĩ khí mạnh mẽ. Chiến đấu qua ngày, quân số càng lúc càng ít, mặc dù đã chọn những đối thủ yếu để đánh, nhưng cuối cùng có ngày số quân giảm xuống dưới 3.000. Nhưng không thể phủ nhận rằng, sự phối hợp giữa mọi người ngày càng nhuần nhuyễn, sức chiến đấu của đội ngũ ngày càng cao, có những đội nhỏ còn sáng tạo ra các cách thức chiến đấu mới. Mọi người qua thực chiến, phát hiện ra rằng phối hợp giữa các công pháp tu luyện khác nhau có thể tạo ra hiệu quả sát thương mạnh mẽ, từ đó tự nguyện đề xuất đổi đội hình để tối ưu hóa sức mạnh. Đại gia chủ động tấn công càng ngày càng mạnh, đội ngũ ngày càng dũng mãnh, dù phía trước hay phía sau đều vẽ dấu chéo. Trên trán bôi phấn, nhưng khí thế hung hãn này làm cho đối thủ nhì không hề cảm thấy buồn cười. Chỉ cần có lệnh, không quan tâm đối thủ mạnh đến mức nào, một nhóm người lao tới không hề do dự, gặp phải kẻ địch mạnh, Sư Xuân cũng rút đao ra tay. Sĩ khí của mọi người càng ngày càng cao, còn Sư Xuân lại càng ngày càng âm thầm cảm thấy khổ sở. Tượng Lam Nhi có tới 12 đạo nhân mã, hắn bên này cầm 12 đội quân chỉ có thể đi vòng qua vòng lại 2 lần. Nếu tiếp tục như vậy, không đụng độ với 12 đội quân chủ lực kia thì không xong. Trên tay hắn, số trùng cực tinh giả đã lên đến hơn 6 vạn viên, con số quá khủng khiếp. Cũng may Đại hội Thiên Vũ Lưu Tinh sắp kết thúc, hắn giảm tần suất tấn công, chuẩn bị cầm cự đến khi đại hội kết thúc, bởi vì hắn nghĩ rằng số trùng cực tinh hiện tại đã đủ. Kết quả là điều này chọc giận một đám kiêu binh hãn tướng, họ ngăn chặn trước cửa hang của Sư Xuân, dù trên người có thương tích cũng vẫn đến, thậm chí còn có người bị mất tay mà vẫn mang theo kiếm đến. Người nào trên thân cũng có máu vương vãi, ít nhất đều có một vài vết thương, trông như một đám người đã trải qua trăm trận chiến. Khí thế hùng hổ, rất có vẻ như điều binh khiển tướng. 2 ngày trước đã thấy tình thế không ổn, hôm nay vừa đánh một trận, mọi người lập tức không kìm được, đều không vui, sau khi bàn bạc với nhau, quyết định ngăn chặn cửa hang. Không phải vì mọi người ham chiến, mà là hơn 6 vạn viên trùng cực tinh đang ở đó. Nếu duy trì tốc độ này, đừng nói 3 hay 5 vị trí đầu, ngay cả 10 vị trí đầu cũng có thể lọt vào. Điều này trước đây mọi người chưa bao giờ dám mơ tới. Chuyện trước đây không dám nghĩ, bây giờ hoàn toàn có thể suy nghĩ một chút. Nếu thật sự giành được thứ hạng này mang về tông môn, đó không phải là làm rạng rỡ tổ tông hay sao? Sau khi trở về chắc chắn sẽ được đề bạt, làm sao có thể không nói về công lao? Cuộc đời có bao nhiêu người có cơ hội đặt cược cho tiền đồ của mình? Đến lúc này, đại đương gia này lại muốn ngủ nghỉ, như vậy sao được? Huyền Châu một nửa nhân mã khác còn chưa phát lực đâu, tuyệt đối không thể để cho đối phương chiếm lợi thế. Nếu không thì mọi công sức và hy sinh của mọi người sẽ trở nên vô ích, chẳng khác nào làm áo cưới cho người khác. Điều này mọi người tuyệt đối không thể chấp nhận. Các bạn đang nghe chuyện Sơn Hải Đề Đăng của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.top. Chương 167, ngày ngày ở sau lưng mắng. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều muốn tiếp tục chiến đấu. Nhưng nhiều chuyện không thể tự mình quyết định, giới tu hành cũng là một đấu trường danh lợi rộng lớn, quan hệ thế lực phức tạp khó gỡ. Những người bị Túc Nguyên Tông triệu tập từ các môn phái đều không thể tránh khỏi bị liên lụy bởi các mối quan hệ thế lực. Chỉ có những người thật sự không có liên quan đến môn phái, như Du Hà Sơn hay Vô Kháng Sơn,
không dám và cũng không muốn tranh đoạt danh lợi. Những kẻ này khi bước vào, chỉ mong tìm được nơi ẩn náu, chờ thời gian kết thúc mà rút lui. Còn Thắng Thần Châu ban thưởng cho các môn phái và cá nhân có thứ hạng cao chỉ mang tính tượng trưng mà thôi. Thắng Thần Châu xây dựng tốn môn cho các châu mới là phần thưởng lớn nhất và có giá trị nhất dành cho các châu. Đối với các môn phái gửi người đi tham gia, phần thưởng do châu ban cho mới là điều quan trọng, mới là phần thưởng thực sự có ý nghĩa. Cảnh tượng có một tốn môn được xây dựng ngay trước cửa nhà mình quả thực là điều khiến ai nấy đều khao khát. Những môn phái nào có đóng góp xuất sắc, sau khi trở về chắc chắn sẽ được ban thưởng. Trong một số trường hợp thích hợp, phần thưởng này có thể giúp một môn phái nâng lên một cấp bậc so với việc nhận được một căn nhà từ vương đình còn giá trị hơn nhiều. Thật ra, nếu không có phần thưởng hấp dẫn, ai lại muốn đến môn phái nào đó để liều mạng? Chỉ cần tên mình xuất hiện trong sổ ghi chép công lao, điều này có thể đảm bảo cho tiền đồ của bản thân trong môn phái. Trước đây không có cơ hội, bây giờ cơ hội đã ở ngay trước mắt, hy vọng rõ ràng như thế, lại đã bỏ ra nhiều công sức, ai có thể dễ dàng buông tay. Lúc này, Sư Xuân không hề biết đến những suy nghĩ này của mọi người, chỉ đang cùng Ngô Cân Lượng và Trử Cạnh Đường ngồi tán gẫu, nói chuyện vô cùng vui vẻ. Hai người mặc dù đã rời khỏi vùng đất Lưu Đày từ rất lâu, nhưng phần lớn thời gian đều phải chịu đựng điều kiện khắc nghiệt. Chưa bao giờ có cơ hội thật sự tận hưởng thế giới này, còn nhiều thứ chưa được thấy, nhiều món ngon chưa được ăn. Lần này vừa ra ngoài đã đến vương đô phồn hoa vô cùng, Trử Cạnh Đường nói trước kia hắn đã đến vài lần. Thế nên Sư Xuân và Ngô Cân Lượng muốn nghe hắn kể về những điều thú vị ở đó, vốn nhàn rỗi cũng không có việc gì làm. Chỉ cần nghe kể về những món ngon chưa ăn qua, suýt chút nữa hai người đã chảy nước miếng. Hai người đã mơ tưởng đến việc có thứ hạng tốt, có tiền có nhà ở vương đô, sống một cuộc sống thoải mái và được mẹ vợ cười đón tiếp. Tiếng bước chân bên ngoài tụ tập làm kinh động đến bên trong, đệ tử Bích Lan Tông đi ra xem xét, rồi vội vã chạy về với vẻ chấn kinh. Chưa kịp nói gì, bên ngoài đã có người lớn tiếng gọi, xin mời đại đương gia ra gặp mặt một lần. Sau đó là cả đám đông đồng thanh hô to, xin mời đại đương gia ra gặp mặt một lần. Tiếng hô vang vọng cả núi rừng. Cái gì đây? Sư Xuân và mọi người lập tức đứng dậy, bước nhanh ra xem. Hôm nay chỉ có một trận đánh, trở về sớm, lúc này cũng là chiều muộn, núi đã có bóng che nửa người nửa ngựa phía trước. Thấy một nhóm người đằng đằng sát khí, đao kiếm rút ra khỏi vỏ, rõ ràng là không có ý tốt, Trử Cạnh Đường lo lắng không yên. Phản ứng đầu tiên của Trử mỗ người là, phải chăng đống trùng cực tinh giả kia đã bị phát hiện. Đệ tử bốn phái được điều tới để hỗ trợ bảo vệ trùng cực tinh cũng khẩn trương canh giữ trước cửa hàng. Bình thường mạch triển trường hoạt bát, nhưng lúc này đứng yên trong đám người, hắn không muốn tới nhưng không có cách nào, cũng bị cuốn theo, không tham dự thì không thích hợp. Sư Xuân quét mắt qua đám đông, nhíu mày, rồi cười lạnh, sao đây, các ngươi nghĩ muốn cướp trùng cực tinh. Người dẫn đầu lớn tiếng nói, đại đương ra đùa rồi, cướp công lao của ai cũng không thể cướp của ngươi. Có người lên tiếng, đúng vậy, cướp của ai cũng không thể cướp của ngươi, không có đại đương ra bố trí trận pháp lập công, chúng ta chẳng làm nên chuyện gì. Người khác tiếp lời, không có đại đương gia chỉ dạy và chỉ huy đúng đắn, chúng ta cũng chẳng làm nên trò trống gì. Trong đám đông có người lớn tiếng nói, đại đương gia chiến đấu trực diện, đánh bại kẻ địch mạnh, chúng ta đều đã thấy rõ. Lại có người hô lên, đại đương gia, nói thật, ban đầu nghe nói ngươi là vị hôn phu của Mộc Lan cô nương. Chúng ta rất không thích, nhưng bây giờ phải thừa nhận rằng là chúng ta mắt hẹp, không có gì không xứng cả. Đúng vậy, hoàn toàn xứng đáng. Sau một tràng khen ngợi, Sư Xuân tò mò, vậy các ngươi chặn chúng ta ở đây định làm gì? Người dẫn đầu lớn tiếng nói, chúng ta muốn nói với đại đương gia, đây không phải lúc để thấy đủ mà dừng lại. Nghe thấy lời ấy, Sư Xuân mới chợt hiểu ra, Ngô Cân Lượng và những người xung quanh cũng nhìn nhau, đại khái hiểu được tình hình. Hai ngày gần đây số trận chiến giảm, một nhóm người đã có nhiều lần bực tức trước mặt hắn, hóa ra là vì mong muốn không được đáp ứng. Biết rõ tình hình như vậy, Sư Xuân cũng cảm thấy bất lực, mỗi ngày thu nhập hơn 1.000, hiện đã tích lũy hơn 6 vạn miếng trùng cực tinh, còn chưa đủ sao. Mộc Lan Thanh Thanh trước đây đã thổi phồng quá lên, nhưng chúng ta đã làm được rồi, các ngươi còn muốn thế nào nữa? Sĩ khí của mọi người rất đáng khen, nhưng hắn phải nói về hiện thực, các huynh đệ đã có hơn 6 vạn miếng. Vị trí đầu tiên hẳn là ổn định, đã có gần ngàn huynh đệ ngã xuống rồi, thứ hạng dù có tốt. Nhưng nếu không thể sống sót trở về thì có ích gì, ta cũng vì muốn tốt cho mọi người. Có người phản bác, đại đương gia, 6 vạn miếng nghe thì nhiều, nhưng thực sự không phải là nhiều, vì những nhà giàu thực sự từ trước đến giờ chúng ta chưa động tới. Quỷ mới biết trong tay bọn họ có bao nhiêu hàng,
nếu chúng ta không duy trì lợi thế hiện tại, rất có thể sẽ bị Mộc Lan cô nương vượt qua. Đúng vậy, đại đương gia, không thể nghỉ ngơi được. Đại đương gia, không nên tự mãn. Đại đương gia, không được chủ quan. Đại đương gia, tiến lên mới giữ vững, không tiến át lùi. Đối mặt với làn sóng phản bác như nước thủy triều, Sư Xuân giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi tận tình khuyên nhủ, ta không nói là không đánh, nếu phát hiện có cơ hội, tự nhiên vẫn phải ra tay. Người dẫn đầu hỏi, thế nào mới được coi là cơ hội để ra tay? Sư Xuân đáp, có thể trả giá nhỏ nhất để đạt được lợi ích lớn nhất, đó mới là cơ hội tốt. Các ngươi không nghĩ rằng cứ tùy tiện tìm ai đó đánh một trận là có thể cướp được trùng cực tinh sao? Ta để thám tử trước đó chuẩn bị kỹ càng, biết rõ trong tay đối phương có bao nhiêu trùng cực tinh mới ra tay. Đánh lung tung không có kế hoạch, hy sinh vô ích mà không thu được gì, hà tất phải làm. Có người nói, những đại hộ trong các châu chắc chắn có rất nhiều trùng cực tinh. Người dẫn đầu trầm giọng, đại đương gia, khi chúng ta ra ngoài, từng bắt được một người của Đề Châu, ép hắn khai ra. Bây giờ lực lượng chủ chốt của Thị Châu chỉ còn lại gần 200 người, ta nghĩ chúng ta hoàn toàn có khả năng tập trung lực lượng để đánh một trận. Đúng vậy, tìm bọn chúng và lại đánh thêm một trận nữa. Đúng, một trận là đủ để tiêu diệt chúng. Đối mặt với sự nhiệt tình của đám người này, Sư Xuân có chút kinh ngạc. Lực lượng chủ chốt của Đề Châu còn có Tượng Lam Nhi tham gia, bây giờ chỉ còn lại hơn 200 người. Nhưng đó là những tinh anh của các môn phái lớn ở Đề Châu, lực lượng như vậy, 200 người vẫn là rất mạnh. Những người này thật sự không coi lực lượng đó vào đâu, lại dám nói muốn một trận tiêu diệt họ, từ đâu họ có sự tự tin này? Dù cho có thể chiến thắng, những cao thủ đó muốn thoát thân, các ngươi liệu có thể ngăn cản bao nhiêu người? Hắn rất nhanh nhận ra rằng đây chính là kết quả của việc hắn cố ý dẫn dắt mọi người quá mức trước đó. Mọi người thắng liên tiếp, trận nào cũng bách chiến bách thắng, khiến cho họ trở nên kiêu ngạo và bành trướng. Nhưng hắn không muốn để cho họ đi chịu chết. Chờ khi những người này sống sót trở về, sẽ tỉnh táo lại và hiểu ra rằng chính sự lo lắng của hắn đã cứu họ. Hắn đang lừa dối mọi người, nhưng càng hy vọng sau khi bị lừa, họ vẫn còn niệm tình hắn. Đó cũng là một dạng thành quả. Vì vậy, hắn cười lạnh, sau khi các ngươi rời khỏi đây, hãy nhớ kỹ lời ta nói lúc này. Muốn các ngươi chết thì rất dễ dàng, chỉ là ta không muốn để các ngươi chết, ta muốn bảo vệ tính mạng các ngươi, không muốn các ngươi trở thành vật hy sinh trong cuộc chiến lợi ích này. Từ đầu đến giờ, các ngươi tưởng rằng ta chỉ đến đây để chơi sao? Các ngươi nghĩ rằng ta không muốn thắng sao? Để các ngươi tiến lên thì các ngươi tiến lên, để các ngươi lùi thì các ngươi phải lùi, để các ngươi ngừng thì các ngươi ngừng. Kỷ luật nghiêm minh, đó là lý do vì sao chúng ta có thể thắng liên tục đến giờ. Khi nào cần ra tay, khi nào cần ẩn núp, nên đánh thế nào, làm sao để thắng, trong lòng ta đều có tính toán rõ ràng hơn các ngươi, không cần các ngươi dạy ta phải làm thế nào. Ta nói có thể đánh thì sẽ đánh, ta nói không thể đánh thì không đánh. Bây giờ hãy cút về chỉnh đốn lại, còn dám lắm mồm nữa, ta sẽ liên hệ Mộc Lan Thanh Thanh và Bội Ước, đưa toàn bộ số trùng cực tinh này cho họ, các ngươi nghĩ họ có muốn không? Các ngươi biết ta là người nói được làm được, không đùa đâu, cút ngay. Cả đám người lập tức im lặng, không còn chút khí thế hung hăng nào, thoáng chốc trở thành cảnh mọi người nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ hỏi nhau nên làm gì bây giờ. Cả đám xấu hổ, không ai tỏ ra không phục. Chỉ dựa vào điều này, Mạch Triển Trường đứng lấp ló ở một góc bên cạnh âm thầm buồn cười. Đúng là chỉ có đại đương gia mới có thể khiến tất cả đều phải tâm phục khẩu phục, trấn áp dễ dàng, khi tới thì náo nhiệt, khi đi thì đầy vẻ xấu hổ. Sư Xuân phất tay áo quay người bước vào hang, không còn buồn bận tâm đến đám nhị đại ngốc này, không coi chúng vào mắt. Cả đám người sau khi chịu xấu hổ cũng không còn mặt mũi ở lại, đành xám xịt giải tán. Tuy nhiên, việc điều động điều binh của một nửa lực lượng Huyền Châu cuối cùng vẫn kinh động đến Mộc Lan Thanh Thanh bên kia, chuyện này thực sự không phải chuyện nhỏ. Vào lúc ban đêm, trong trung tâm động quật, Mộc Lan Thanh Thanh cùng một số đại lão đều đã có mặt đầy đủ. Mạch Triển Trường cũng đến, là do Vạn Đạo Huyền tự mình sắp xếp để hắn vào nằm vùng. Vì tình thế bị đẩy đến mức phải đối mặt tra hỏi, một số chuyện không thể chỉ dùng tử mẫu phù để giải thích rõ ràng. Cuối cùng vẫn là để Phong Lân tự mình đi nhận trách nhiệm, tránh việc vừa đi vừa về làm chậm trễ thời gian và dễ bị phát hiện sự bất thường. Yêu cầu tất nhiên là phải xác minh tỉ mỉ tình huống về điều binh và Mạch Triển Trường đã cẩn thận trình bày rõ ràng mọi tình tiết. Dù cho điều binh thất bại, nhưng điều đó vẫn khiến vài vị người dẫn đầu âm thầm kinh ngạc. Sự kinh ngạc không nằm ở bản thân việc điều binh, mà là ở tinh thần chiến đấu mãnh liệt của đám người đó. Một nhóm người vốn thích xuất hiện nhưng không làm gì, vậy mà lại cố gắng tử chiến đến cùng, không cho bọn họ liều mạng thì không xong,
cuối cùng bị Vương Thắng trấn áp thô bạo. Chuyện này là thế nào? Kết hợp với chiến tích của đám người này trên suốt chặng đường chiến đấu, điều này khiến cho mọi người thực sự cảm thấy chấn động. Mộc Lan Thanh Thanh từ đầu đến giờ vẫn im lặng, cuối cùng mới lên tiếng hỏi, theo quan sát của ngươi, hắn đã dùng biện pháp gì mà khiến những người đó như trở thành một phần cánh tay của mình, không sợ chết? Nàng quan tâm không phải là việc điều binh, mà quan tâm vì sao nhân mã khi đến tay Vương Thắng lại thực sự biến đổi hoàn toàn. Biện pháp gì? Mạch Triển Trường suy nghĩ kỹ càng một lúc rồi khẽ lắc đầu đáp, ta không thấy hắn dùng biện pháp gì đặc biệt, nói thật thì, hắn rất lười. Hắn chỉ phất tay chỉ huy qua loa, cũng không thấy hắn làm gì để nói chuyện cùng mọi người. Không thấy hắn tốn công chỉnh đốn nhân mã, ngược lại còn hay bỏ mặc mọi người mà chạy đi, khiến cho ai nấy cũng đều hoang mang. Hắn còn đối với chúng ta tỏ ra coi thường, không coi chúng ta là người, chỉ biết hưởng lạc cho riêng mình. Đến việc đóng quân, trực gác, tất cả cũng không màng hỏi đến, không sợ bị kẻ địch tấn công bất ngờ. Mọi người bị hắn làm cho rất bất an, chúng ta phải tự nghĩ cách và thương lượng để bù đắp đủ loại sơ hở. Đại đương gia này quá tùy tiện, quá thô lỗ, mỗi ngày chúng ta đều mắng sau lưng hắn, nhưng nói gì thì nói, dường như mọi người vẫn rất kính phục hắn. Vạn Đạo Huyền và những người khác đưa mắt nhìn nhau, còn có thể có kiểu lãnh đạo như vậy sao? Bình thường làm đầu lĩnh phải lo lắng đến nát óc. Mộc Lan Thanh Thanh thử hỏi, là bởi vì hắn là vị hôn phu của ta nên họ mới như vậy sao? Mạch Triển Trường mỉm cười, nghĩ thầm rằng ngươi cũng quá đề cao bản thân rồi, lắc đầu đáp, thân phận vị hôn phu của ngài có lẽ cũng không phải là lý do chính, thậm chí mọi người ngày ngày còn mắng sau lưng. Nhưng khi hắn vừa mở miệng, mọi người vẫn đều nghe theo, cụ thể là vì sao thì ta cũng không thể nói rõ. Chương 168, Mộc Lan oai. Mộc Lan Thanh Thanh trầm mặc, cũng nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều, nhiều chuyện không thể thay thế chỉ bằng danh tiếng của vị hôn phu mình. Đường Chân chuyển hướng sang một vấn đề khác, nghe nói bên các ngươi đã gom góp đến hơn 6 vạn miếng trùng cực tinh, điều đó có thật không? Đối diện với câu hỏi này, Mạch Triển Trường có chút do dự trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn khách khí gật đầu. Chuyện đó chắc chắn là thật, tất cả đều là do từng trận chiến thực sự cướp được, phải bỏ ra gần cả ngàn người để đạt được. Mỗi trận chiến đều có sự chứng kiến của mọi người, tự tay kiểm kê, không thể làm giả được. Không lẽ tất cả đối thủ chúng ta đánh bại đều hỗ trợ chúng ta làm giả sao? Là người cử Mạch Triển Trường nằm vùng, Vạn Đạo Huyền cũng gật đầu nói thêm, đúng vậy, việc thật giả của trùng cực tinh không cần phải nghi ngờ. Đường Chân sờ cằm, có vẻ buồn chán nói, ta biết rằng việc đó khó làm giả, chỉ là ta hơi thắc mắc. Lần trước chúng ta thổi phồng rằng đã lấy được hơn 6 vạn miếng trùng cực tinh, mà họ lại lấy được thực sự, cảm giác có chút kỳ lạ. Nhớ lại lúc chúng ta mới bắt đầu, bao nhiêu người đã bỏ ra bao nhiêu công sức mới có vài ngàn miếng, còn họ thì trong 10 ngày đã lấy hơn 6 vạn miếng. Lý Sơn Sơn thở dài, chuyện này cũng không khó hiểu, trong Nguyệt Hải có rất nhiều trùng cực tinh, nhiều người đã liều mạng vào trong đó để moi ra. Số lượng bây giờ so với trước kia không phải cùng một cấp độ, các môn phái xung quanh Nguyệt Hải cũng tích lũy không ít, ai cũng đều đã mập mạp cả. Nghe vậy, mọi người đều khẽ gật đầu. Mạch Triển Trường cũng nói thêm, đúng vậy, ta cũng cảm thấy đó là lý do. Mộc Lan Thanh Thanh lại quan tâm đến điều khác, hỏi tiếp, ngươi ở dưới trướng của Vương Thắng lâu như vậy, ngươi cảm thấy người này như thế nào? Nàng muốn biết điều này không phải vì liên quan đến mối quan hệ nam nữ. Nhưng câu hỏi này vừa nói ra, ánh mắt của mấy nam nhân trở nên khác thường, rõ ràng cho thấy nàng có sự quan tâm đặc biệt đến vị hôn phu của mình. Mạch Triển Trường suy nghĩ một chút rồi đáp, nói thật lòng, phẩm chất của hắn thì không dễ phán đoán, nhưng về mặt năng lực thì cảm giác hắn siêu việt hơn rất nhiều người. Hắn làm một số việc trông có vẻ đơn giản, nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Chỉ riêng việc dẫn dắt mấy ngàn người với nhịp độ cao và chính xác đã không phải trò đùa. Cho dù có một nhóm thám tử hỗ trợ, ta cũng tự nhận mình không thể làm được tốt như vậy. Nghe vậy, mọi người khẽ gật đầu. Họ cũng đã thảo luận về vấn đề này từ trước và đều kinh ngạc trước sự sắp xếp chiến thuật chính xác của Vương Thắng. Một ngày có thể tổ chức nhiều trận tập kích bất ngờ, liên tục trong hơn 10 ngày mà không phạm sai lầm, thực sự khiến người ta phải cảm phục. Còn việc huấn luyện ban đầu, trông có vẻ đơn giản, nhưng nhìn lại thì thực sự là thần lai chi bút. Nếu không có lần huấn luyện quyết tâm đó, không thể có được những trận chiến bách thắng về sau. Ta cũng đã chứng kiến cảnh hỗn loạn khi đội ngũ quy mô lớn tấn công tập kích bất ngờ trước đó. Việc thao luyện đơn giản của Vương Thắng đã giải quyết rất nhiều vấn đề một cách dễ dàng. Bất kể là đánh ngày hay đánh đêm, chỉ cần vài động tác tay cùng ánh sáng đèn là có thể chỉ huy quân đội tiến lùi có thứ tự. Lúc đó, để huấn luyện thành công, hắn đã âm thầm giết chết hơn 20 người. Khi đó chúng ta đều rất khó chịu, nhưng bây giờ nhìn lại,
không ai oán giận hắn nữa. Ai nấy đều cảm thấy việc đó thực sự cần thiết và hắn mới là người có tầm nhìn xa trông rộng. Ta có thể tưởng tượng rằng, nếu không qua thực chiến mà chỉ nghe giải thích lý do, chúng ta có lẽ cũng không tiếp thu được. Nói một cách không nên nói, có thể chúng ta còn coi hắn là kẻ ăn bám, biết gì mà nói. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đều phục hắn, nếu không có lần điều binh trước đó, có lẽ hắn cũng rất khó để trấn áp được mọi người chỉ bằng vài câu nói. Nghe vậy, mọi người đều im lặng. Mộc Lan cô nương, nói thật, ta không dám đoán phẩm chất của hắn, nhưng về năng lực, ta cảm thấy vị hôn phu của ngài không làm ngài mất mặt, xác thực phi thường, xứng đáng với ngài. Câu kết luận cuối cùng này khiến Mộc Lan Thanh Thanh có chút sững sờ, còn Quan Anh Kiệt thì trở nên lạnh lùng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mạch triển trường. Vạn Đạo Huyền nghe xong, gần như vô thức nhìn sang Quan Anh Kiệt, mồ hôi toát ra. Mạch huynh à, sao ngươi lại nói chuyện người khác mà không phải việc của mình, lỡ lời rồi. Hắn nhanh chóng mở lời cắt ngang, tốt rồi, dừng tại đây, Mạch huynh, ta đưa ngươi trở về. Long Võ Tông thuộc phạm vi thế lực của Linh Tiêu Sơn, Mạch Triển Trường lại giúp hắn làm việc, nên Vạn Đạo Huyền đương nhiên phải đứng ra bảo vệ. Mạch Triển Trường không nhận ra vấn đề, chắp tay chào mọi người rồi quay người đi theo Vạn Đạo Huyền rời khỏi. Mộc Lan Thanh Thanh rơi vào một trạng thái buồn bã vô cớ, nghĩ đến những lời của Vương Thắng trước đây rằng một đám người ô hợp đến tay hắn cũng có thể trở thành đội quân hùng mạnh. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên đúng như vậy. Có một số điều nàng ban đầu không muốn thừa nhận, nhưng hiện tại trong lòng nàng bắt đầu lung lay, nhận ra bản thân mình có thể không bằng hắn ở phương diện năng lực. Nhận thức này khiến nàng cảm thấy hết sức khó chịu. Lý Sơn Sơn lên tiếng phá vỡ sự im lặng, Mộc Lan, đại hội sắp kết thúc, chúng ta cũng nên hành động rồi. Mộc Lan Thanh Thanh tỉnh táo lại, sinh ra quyết tâm, gật đầu và chỉ nói một từ, tốt. Khi màn đêm buông xuống, vài ngàn nhân mã bên phía nàng liền tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ngày hôm sau, theo thông tin từ thám tử truyền đến, Mộc Lan Thanh Thanh ra lệnh một tiếng, các đội quân xung quanh Nguyệt Hải lần lượt di chuyển về cùng một vị trí. Mục tiêu của họ là lực lượng của Cơ Châu, một lực lượng gần tương đương với Huyền Châu, có khoảng 2.000 người. Dù rằng lực lượng Cơ Châu gồm nhiều thế lực nhỏ, nhưng cũng không thể coi thường. Dưới sự chỉ huy của Túc Nguyên Tông, nhân mã Huyền Châu đã nhắm đến mục tiêu này từ lâu. Họ đã quyết định rằng khi ra tay, trận đầu tiên sẽ chọn mục tiêu béo nhất. Nhân mã Huyền Châu cố ý lan truyền thông tin về mối đe dọa, khiến lực lượng Cơ Châu lập tức hoảng sợ, chia thành nhiều nhóm nhỏ và nhanh chóng tập hợp. Tuy nhiên, hành động này lại đúng ý của nhân mã Huyền Châu, giúp họ hoàn thành bao vây một cách dễ dàng. Đây cũng là chiến thuật học được từ Vương Thắng. Thay vì tấn công từng nhóm một, họ quyết định bao vây toàn bộ cùng lúc. Khi vòng vây đã hình thành, Mộc Lan Thanh Thanh ra lệnh và lực lượng tinh nhuệ mạnh nhất của Huyền Châu ngay lập tức đồng loạt tập kích vào một điểm. Hai bên vừa gặp mặt đã nổ ra một trận chém giết thảm liệt. Trước Vương Đô Kính Tượng, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào trận chiến, ai ai cũng đang quan tâm theo dõi diễn biến. Khi Huyền Châu triển khai lực lượng tinh nhuệ, các thế lực khác lập tức nhận ra rằng đây là lúc chính thức ra tay. Vì vậy, vực chủ Huyền Châu là Si Nhượng cứ mỗi khoảng thời gian lại muốn nhìn qua trận chiến một chút, và quả nhiên, trận chiến đã bắt đầu. Khi kính tượng phóng to cảnh toàn diện của trận chiến, Si Nhượng có chút nhíu mày. 3.000 người vây công 2.000 người, nhìn qua có vẻ không sáng suốt. Hầu hết các trận vây công không có nhiều khác biệt về số lượng, vì rất khó để hoàn thành một cuộc bao vây thực sự. Còn vực chủ của Cơ Châu, khi nghe tin liền vội vàng đến nơi, thấy tình hình thì đập ghế, giận dữ mắng Si Nhượng, nhưng Si Nhượng chỉ ngoảnh mặt làm ngơ. Tinh nhuệ của Huyền Châu tấn công với sức mạnh không tầm thường, hai bên va chạm trong nháy mắt, như một cơn sóng đổ vào một cơn sóng khác, cục diện nghiêng về phía Huyền Châu ngay lập tức. Vạn Đạo Huyền và đám người của hắn cũng xông lên, ngay cả Quan Anh Kiệt cũng lao vào chiến trận, đặc biệt nhắm vào ám sát những cao thủ của đối phương. Đây là một chiến pháp mà trước đây Túc Nguyên Tông chưa từng sử dụng, bởi vì họ thường chỉ đứng ngoài để chỉ đạo. Lần này, đó là yêu cầu của Mộc Lan Thanh Thanh, cho rằng vì số lượng vây công ít nên ngay khi ra tay phải giáng đòn mạnh mẽ, đánh sập tinh thần đối thủ. Hiệu quả rõ ràng, danh tiếng của Huyền Châu dưới sự dẫn đầu của Túc Nguyên Tông, cộng với khí thế như nghiền nát đối thủ, đã nhanh chóng làm tan rã sĩ khí của quân Cơ Châu. Giao ra trùng cực tinh không giết! Giao ra trùng cực tinh không giết! Tiếng uy hiếp vang lên liên tục. Không ai muốn hô đầu hàng không giết trong tình cảnh này, bởi những người trong môn phái không thể đầu hàng. Đầu hàng nghĩa là làm mất mặt môn phái, sau đó khó có thể thoát chết khi trở về. Nhận thấy thế trận đã thua không thể cứu vãn, có người mang theo túi đen đầy trùng cực tinh, định dùng phong lân để bay lên cao, tìm cách chạy trốn. Nhưng trên không trung đã có một bóng dáng chờ sẵn.
đó là Mộc Lan Thanh Thanh, áo trắng như tuyết, tay áo tung bay, đứng lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng như băng. Nàng lạnh lùng nhìn qua, rồi buông tay, phát kiếm trong nháy mắt. Trường kiếm phát ra tiếng ngân vang, nhanh chóng rời vỏ và hóa thành một tia sáng, lao về phía mục tiêu. Chỉ một nhát kiếm, nàng đã chặn đứng đường bay của phong lân, khiến những mảnh lân phiến phân rã và rơi rụng. Người bị mất khả năng bay lên không, nhìn thấy Mộc Lan Thanh Thanh tự tay ra đòn thì sợ hãi, hoảng loạn ngã về phía mặt đất. Nhưng không kịp, luồng kiếm quang sắc bén lại lao tới, người đó cố gắng né tránh nhưng không thoát nổi. Kiếm lao tới với sức mạnh kinh hoàng, chỉ trong chớp mắt đã xuyên qua ngực, rồi tiếp tục trở lại, chấn áp hoàn toàn. Trước kính tượng, không ít người phải hít sâu một hơi. Họ nhìn thấy trên không trung, kiếm quang từ nhiều góc độ liên tục lao tới, vây quanh một người tấn công không ngừng. Rất nhanh sau đó, người bị công kích đã máu nhuốm đỏ cả bầu trời. Kiếm xuyên qua ngực người đó, trong nháy mắt xuất hiện vài bóng người cầm kiếm, đâm thẳng vào người kia, giữ thân thể run rẩy lơ lửng giữa không trung. Kiếm sau đó lượn vòng, quay về phía Mộc Lan Thanh Thanh, rồi trở lại vỏ kiếm bên hông của nàng mà không lệch một chút nào. Nàng đứng đó, lơ lửng giữa không trung, không hề nhúc nhích dù chỉ một bước. Những bóng người Ngân Huy rút kiếm ra, máu tươi bắn tung tóe, loạn kiếm khiến cho người kia bị chém thành từng mảnh giữa không trung. Một bóng người Ngân Huy khác cầm lấy những túi đen căng phồng và bay vút về phía sau lưng Mộc Lan Thanh Thanh, giống như một người hầu huyền huyễn. Những bóng người Ngân Huy còn lại đột ngột tan biến, nhưng thỉnh thoảng lại hiện ra, khi thấy có người bay lên trời chạy trốn, bóng Ngân Huy xuất hiện ngay bên cạnh, bất ngờ ám sát kẻ đó. Người chết trước khi ngã xuống thậm chí còn không biết đối thủ ở đâu. Chỉ trong nháy mắt, hàng loạt vụ ám sát diễn ra, trong vài giây đã giết hơn 100 người, khiến những kẻ còn lại không dám thử thách nữa, hiểu rõ sự kinh hoàng của đối thủ. Mộc Lan Thanh Thanh lơ lửng giữa không trung, không chút động đậy, nhưng giống như một vị thiên quân áp đảo, khiến cho tất cả mọi người bên dưới đều kinh hãi. Với lực lượng một người, nàng đã khiến không ai dám bay lên trời bỏ trốn nữa, mà phải đối mặt trực diện với quân địch, cố gắng phá vây. Uy danh của Thắng Thần Châu đại phái đệ nhất đã thể hiện rõ rệt trong khoảnh khắc này, kính tượng trước vô số người bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc. Túc Nguyên Tông trưởng lão Kế Thanh Hòa gật đầu, trên mặt hiện lên nét hài lòng. Các đệ tử bên cạnh hắn nhìn về phía mọi người, đầy tự hào. Trước đây vì Triều Chi Lâm bị giết mà họ cảm thấy mất mặt, giờ phút này cuối cùng đã lấy lại được thể diện. Trên khán đài tốt nhất, vực chủ Huyền Châu, Si Nhượng, vuốt râu liên tục gật đầu, mỉm cười nói. Không ngờ lại dám dùng lực lượng ít ỏi để bày ra trận vây công, hóa ra đã tu luyện đến cảnh giới này, thiên tư thật phi phàm. Mộc Lan quả là sinh ra một nữ nhi tốt, hắn rất hài lòng. Nhìn thấy cảnh tượng đồ sát lực lượng Cơ Châu, nhưng bản thân lại không thể làm gì, sắc mặt của vực chủ Cơ Châu rất khó coi. Ở bên cạnh, Nam công tử cũng đang chăm chú nhìn vào kính tượng, nắm chặt hai tay thành nắm đấm, khuôn mặt càng thêm khó coi, giống như vừa mất đi cha mẹ. Các bạn đang nghe chuyện Sơn Hải Đề Đăng của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.top. Chương 169, nắm chắc thắng lợi trong tay. Với việc có cao thủ chân chính tọa trấn và ưu thế tuyệt đối, trận chiến kịch liệt cũng không kéo dài lâu. Quân Huyền Châu không triệt để tiêu diệt quân Cơ Châu, một số người đã xé áo ngoài, chứng tỏ mình không mang theo trùng cực tinh và vì vậy không bị truy sát. Dưới tác dụng của sự khoan nhượng này, vẫn có vài trăm người chạy thoát. Sau khi quét dọn chiến trường, họ tìm được một đống túi vải đen đầy trùng cực tinh từ nhiều tổ khác nhau, bởi vì quân Cơ Châu không tập trung cất giữ mà mỗi tổ tự bảo quản. Trước mặt Lý Sơn Sơn, sau khi điểm qua đống trùng cực tinh, hắn vung tay và lớn tiếng thông báo 10.753 viên. Một trận chiến đã mang lại hơn 10.000 viên trùng cực tinh, khiến cho toàn quân Huyền Châu gieo hò phấn khởi. Trong kính tượng, tiếng gieo hò của quân Huyền Châu cùng đống trùng cực tinh khổng lồ làm nhiều người xem hâm mộ và thổn thức. Vực chủ Huyền Châu, Si Nhượng, rạng rỡ hẳn lên. Các vực chủ khác nhìn với ánh mắt phức tạp, vực chủ Cơ Châu đứng dậy đập đổ cái ghế và phất tay áo rời đi. Nam công tử tê liệt ngồi xuống ghế, giống như bệnh nặng, miệng lẩm bẩm những lời không rõ. Trong kính tượng, nhân mã vẫn chưa dừng, giống như đội quân của Vương Thắng, họ liên tục tổ chức các trận tập kích bất ngờ. Trận thứ hai nhắm vào một nhóm nhỏ không quan trọng khoảng vài trăm người, quân Huyền Châu đã dùng sức mạnh nghiền ép để dễ dàng tiêu diệt. Nhưng số lượng trùng cực tinh thu được khiến Mộc Lan Thanh Thanh cảm thấy lúng túng, chỉ có khoảng 2.000 viên. Trong những trận tập kích tiếp theo, họ nhắm đến những mục tiêu béo bở, nhưng mỗi lần thu được chỉ khoảng 1-2.000 viên. Điều này khiến Mộc Lan Thanh Thanh và nhóm của nàng càng đánh càng hoảng, phát hiện ra số lượng thu hoạch không chênh lệch nhiều so với Vương Thắng.
Hóa ra việc tìm trùng cực tinh không phụ thuộc vào số lượng người nhiều hay ít. Họ nhận ra rằng có lẽ lời của Vương Thắng về việc thám tử dò tìm kỹ lưỡng trước khi ra tay là thật. Việc Vương Thắng cử thám tử đi làm sao lại đạt hiệu quả cao như vậy, họ không thể nghĩ ra, thật sự không thể tưởng tượng ra, chẳng lẽ giữa người và người năng lực lại có sự chênh lệch lớn đến vậy sao? Tuy nhiên, với thực lực của họ, không cần phải như Vương Thắng làm đầy đủ công phu, chỉ cần tìm được mục tiêu béo bở là ra tay. Vấn đề là, dù cho thu hoạch của họ có tương đương với Vương Thắng, thời gian của họ lại không đủ, đại hội chỉ còn mấy ngày nữa là kết thúc. Ngày thứ hai, vào lúc chạng vạng, trong một trận tập kích bất ngờ, họ gặp phải tình huống bất ngờ nhất. Kẻ cầm đầu của đối thủ khi thấy không thể chống cự nổi, đã giận dữ xé túi vải đen và thả toàn bộ trùng cực tinh. Số lượng không rõ, nhưng chắc chắn không ít. Kẻ cầm đầu đó dù đã bị quân Huyền Châu giận dữ băm thành từng mảnh, nhưng số trùng cực tinh bay đi kia không thể nào thu lại được, khiến quân Huyền Châu uổng công. Đêm hôm đó, trong một hang động nhỏ, ánh sáng của ngọn đèn dường như toát lên sự u ám. Trên một tấm chăn, Mộc Lan Thanh Thanh ngồi xếp bằng, Quan Anh Kiệt cũng xếp bằng phía trước nàng, cả hai đều trầm mặc. Họ nhận ra rằng nếu tình hình tiếp tục như vậy, có lẽ họ sẽ phải thua trước Vương Thắng và nhóm của hắn. Bên ngoài hang động, tiếng bước chân vang lên, là Vạn Đạo Huyền cùng hai người khác. Họ nhìn vào trong hang, ánh mắt gặp nhau, sau đó mới tiến vào. Không đợi được mời, họ ngồi xuống, không mặc áo trắng như tuyết, không cần phải để ý đến sự sạch sẽ và ngồi thành một vòng với hai người của Túc Nguyên Tông. Lý Sơn Sơn mở lời trước, vừa nghe tin tức, hôm nay bên Vương Thắng lại đánh một trận, nhưng thu hoạch không cao, chỉ được khoảng 100 viên trùng cực tinh. Đường Chân thở dài, sao gần đến lúc đại hội kết thúc, thu hoạch lại không tốt như vậy. Vạn Đạo Huyền nói, chúng ta cũng không khá hơn. Hai ngày nay chỉ thu được khoảng 1.8 vạn viên. Trừ trận đầu gần 1 vạn viên, thu hoạch của chúng ta trong 2 ngày qua thực sự không xuất sắc so với Vương Thắng trước đó. Đối với năng lực của Vương Thắng, ta phải nói rằng ta đã có một nhận thức mới. Đường Chân nói, tính thời gian, chỉ còn 4 ngày nữa là đến ngày kết thúc đại hội, nghĩa là chúng ta chỉ còn 4 ngày nữa. Nếu tình hình này tiếp tục, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể thu được khoảng 2 vạn viên nữa, và đó là nếu duy trì được mức thu hoạch không giảm. Lý Sơn Sơn nói, bên Vương Thắng, nếu những ngày này tiếp tục thu hoạch tốt, không chừng có thể gom đủ 7 vạn viên. Theo đà này, dù chúng ta có tử chiến không ngừng, cũng rất khó để đuổi kịp họ. Cũng không thể liên tục chiến đấu, nếu gặp đối thủ mạnh, ai biết ai sẽ bị tiêu diệt. Nói cách khác, với tình hình hiện tại, chúng ta gần như chắc chắn sẽ thua. Có thua hay không, không cần bọn họ phải nhắc nhở, hai người của Túc Nguyên Tông ngồi ở đây đã dự đoán đến kết quả này. Lúc này Mộc Lan Thanh Thanh trông như bình thường, vẫn lạnh lùng như băng, nhưng bên trong đã tràn đầy sự uể oải. Lực lượng ngang nhau nhưng vẫn thua, người ta chỉ huy một đám người ô hợp, còn nàng chỉ huy những người tinh nhuệ mà vẫn thua trước họ, khoảng cách năng lực quá lớn, khiến nàng cảm thấy hết sức mệt mỏi, nhưng nàng vẫn cố gắng chịu đựng. Cuối cùng, Quan Anh Kiệt lên tiếng, các ngươi đến đây, chỉ để tăng chí khí cho người khác và tự hạ thấp mình thôi sao? Vạn Đạo Huyền đáp, Quan Huynh nói quá lời rồi. Chúng ta nói điều này chỉ muốn nêu rõ một nguyên tắc, biết người biết ta mới có thể thắng. Nếu cứ tiếp tục như hiện tại, chắc chắn là thua không thể nghi ngờ. Quan Anh Kiệt cười khẩy, vậy thì ngươi có cao kiến gì khác? Vạn Đạo Huyền hạ giọng nói, trước khi đến, ba người chúng ta đã thảo luận và tuyệt đối không thể để mất hết thể diện như vậy. Đường Chân tiếp lời, đúng vậy. Huyền Châu chúng ta là lực lượng tinh nhuệ mà lại bại trước một đám tạp nham, sau này quay về sẽ trở thành trò cười lớn. Bất cứ khi nào có xích mích với người khác, chuyện này sẽ bị xách ra để nhục mạ chúng ta. Quan Huynh có thể chịu được không? Vấn đề là sau này tại Huyền Châu, chúng ta còn mặt mũi nào đối diện với những môn phái nhỏ, làm sao có thể ra lệnh cho họ mà không bị xấu hổ? Ta không thể chấp nhận điều đó. Lý Sơn Sơn, rất nhục nhã, thực sự rất khó chấp nhận. Quan Anh Kiệt đáp, không cần nói nhiều, nếu có biện pháp thì nói ra nhanh. Vạn Đạo Huyền nói, chúng ta đã thảo luận rằng, dù cuối cùng thu hoạch không bằng bên Vương Thắng, cũng không phải là không thể lật ngược tình thế. Thực ra, thắng thua quan trọng là ở quy tắc tỉ thí. Nếu có thể khiến đối phương đồng ý đàm phán để thay đổi quy tắc, thì đó sẽ là một chuyện khác. Quan Anh Kiệt cười khẩy, nếu là bọn họ đang thắng chắc, đổi lại là ngươi, ngươi có chịu thay đổi quy tắc không? Vạn Đạo Huyền cười, chính vì vậy, mấu chốt nằm ở chỗ đồng ý hay không? Quan Anh Kiệt không hiểu, ý ngươi là sao? Vạn Đạo Huyền đặt câu hỏi, nếu họ biết rằng họ chắc chắn thua, còn chúng ta thì thắng chắc, mà lại cho họ một cơ hội để liều một phen, ngươi đoán họ có đồng ý không? Nói xong, Vạn Đạo Huyền,
Đường Chân và Lý Sơn Sơn đều cười với vẻ kỳ lạ. Trong lòng Mộc Lan Thanh Thanh có chút thay đổi, ánh mắt lóe lên. Quan Anh Kiệt nghi vấn, nói rõ hơn đi. Vạn Đạo Huyền nghiêm mặt, hạ giọng nói, thực ra, thu hoạch của chúng ta hôm qua cũng không phải là thấp, chỉ hôm nay mới gặp phải sự cố không mong muốn. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta phải khôi phục thu hoạch như hôm qua. Ngày mai và ngày sau nữa, thu hoạch của chúng ta sẽ giống như hôm qua. Cuối cùng, số lượng thu hoạch sẽ vượt qua bọn họ. Lý Sơn Sơn tiếp lời, Quan Huynh, bắt đầu từ ngày mai, trùng cực tinh sau khi thu hoạch nên giao cho chuyên gia phụ trách và công khai số lượng do họ thông báo. Quan Anh Kiệt hiểu ra vấn đề, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn. Nếu họ biết chúng ta chắc chắn thắng, mà chúng ta lại cho họ cơ hội, thì họ sẽ đồng ý. Đúng vậy, họ chắc chắn sẽ đồng ý. Cuối cùng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người duy nhất có thể quyết định. Mộc Lan Thanh Thanh có chút lưỡng lự, dùng phương thức lừa dối để thắng họ, có phải là thắng mà không võ không? Lý Sơn Sơn đáp, đúng là thắng mà không võ, nhưng quan trọng là chúng ta không thể động võ với họ, và việc giải quyết ổn thỏa vấn đề này là cách tốt nhất. Đường Chân tiếp lời, không sai. Mộc Lan, không cần lo lắng quá, thắng thua là do lòng tham của họ, họ tự mắc bẫy, chúng ta không ép buộc. Nếu họ không tham lam, sẽ không mắc vào cái bẫy này. Sau này hối tiếc cũng là lỗi của họ. Vạn Đạo Huyền nói, chúng ta không ép buộc ai cả. Nếu họ tự nguyện mắc câu, thì chỉ là trò cười cho người khác, còn chúng ta được ca tụng. Quan Anh Kiệt cũng nói, sư tỷ yên tâm, họ tự chuốc lấy kết cục, không thể trách ai được. Hơn nữa, quy tắc tỷ thí cũng không nói là không thể sử dụng lừa dối. Vạn Đạo Huyền nói, không sai, Quan Huynh nói có lý. Quy tắc không có quy định rằng không thể lừa dối. Nếu có người chỉ trích, chúng ta sẽ nói rằng nếu không muốn gây quá nhiều giết chóc, tạo thêm nghiệt duyên, chúng ta đã không cần phải chờ đợi như thế. Chúng ta đã có thể ra tay sớm và thu hoạch cũng sẽ không thua bọn chúng. Hai tay đều có thể dùng biện pháp thích hợp, bên nào cũng là chúng ta thắng. Rõ ràng là nắm chắc phần thắng trong tay, tại sao lại là thắng mà không võ? Lý Sơn Sơn cũng tiếp lời, đúng vậy, nếu bọn chúng có thể dùng lừa dối để chiến thắng, chúng ta cũng không sai khi sử dụng điều đó. Đường Chân vỗ tay tán thưởng, hoàn toàn đúng. Vạn Đạo Huyền nói tiếp, dĩ nhiên, chúng ta vẫn cần nỗ lực. Nếu có thể thật sự thu hoạch nhiều hơn họ, thì tự nhiên chúng ta không cần sử dụng thủ đoạn gian trá nào. Đúng vậy, nói rất có lý. Nhìn những ánh mắt nóng bỏng của mọi người, Mộc Lan Thanh Thanh biết rằng mình không thể ngăn cản được nữa. Họ đã tìm ra kẽ hở lớn như vậy, biết rõ nàng cũng không thể cản được, nên nàng chỉ có thể ngầm đồng ý. Trong hang động tràn ngập tiếng cười. Ở một phía khác, Nhân Mã Huyền Châu cũng đang cười nói vui vẻ. Tất cả mọi người đi ra khỏi hang động, cười đùa, kề vai sát cánh, chung vui cùng đất trời. Hai bên có không ít đường dây liên lạc nằm ngang, nhờ đó họ cũng nắm được tình hình thu hoạch của phía Mộc Lan Thanh Thanh. Không ai là kẻ ngốc, dựa vào xu hướng thu hoạch của đối phương, họ cũng nhìn ra mánh khóe. Có lẽ rất khó để bên đó vượt qua họ. Nắm chắc phần thắng trong tay, nghĩ đến việc mang theo bảng công lao ghi tên mình trở về tông môn, nghĩ đến vinh quang lập công vì tông môn, tất cả đều tràn ngập niềm vui sướng. Những người có cơ hội vì tông môn mà cống hiến, ghi danh cho môn phái, đều hiểu rằng công lao đó không chỉ là riêng họ mà còn đem lại danh tiếng cho cả gia tộc. Không khí đầy áp tiếng cười nói, chỉ tiếc là không có rượu, tràn ngập hào hùng, như muốn tranh sáng cùng ánh sao trên bầu trời. Một người bị cụt tay ngồi trên một tảng đá, vuốt chỗ cụt tay của mình, khuôn mặt hiện rõ niềm vui. Anh ta cảm thấy điều đó xứng đáng, và dù đối với bản thân hay đối với người khác, anh ta đều có lời giải thích hợp lý. Sư Xuân ngồi trên đỉnh núi nhìn xuống, thấy mọi người vui vẻ, trên mặt hắn cũng nở một nụ cười nhẹ. Chỉ có điều nụ cười của hắn mang chút thận trọng, không thể nào thoải mái như họ. Cuối cùng, hắn ôm lấy cánh tay làm gối và nằm xuống, ngước nhìn lên những chấm sao lạnh lẽo giữa bầu trời đêm, giữa tiếng cười vui văng vẳng quanh mình. Chương 170, tan tác. Niềm vui ngắn ngủi, đến đêm ngày hôm sau, đội quân của Vương Thắng không thể cười nổi nữa. Tin tức về kết quả thu hoạch của bên Mộc Lan Thanh Thanh trong ngày đã được truyền tới. Chỉ trong một ngày, họ thu hoạch được 1.500.000 viên trùng cực tinh. Mạch Triển Trường vội vàng tới hang động của Sư Xuân để báo tin xấu, bí mật quan sát phản ứng trên khuôn mặt của Sư Xuân. Sau khi nghe tin, Sư Xuân tỏ vẻ nghiêm trọng, không nói một lời. Chờ khi Mạch Triển Trường đi khỏi, Ngô Cân Lượng và Trừ Cạnh Đường từ các hang động bên cạnh cũng bu lại. Cuối cùng, Sư Xuân bật cười và nói với hai người, thú vị đấy. Ngô Cân Lượng hỏi, ý ngươi là gì? Sư Xuân đáp, các ngươi có thật sự tin rằng họ đã lấy được hơn 1.500.000 viên không? Trừ Cạnh Đường tò mò, ý ngươi là,
con số này là giả. Hắn dễ dàng nghĩ đến khả năng đó vì hàng ngày hắn đã làm giả trên phương diện này. Susan nói, các ngươi cũng biết tin tức về ngày đầu tiên họ tấn công quân Cơ Châu. Họ đã xác định mục tiêu béo nhất từ trước và ngày đầu tiên cũng thu được hơn 1 vạn viên. Giờ đây là ngày thứ 3, họ lại thu hoạch còn nhiều hơn cả ngày đầu tiên. Các ngươi cảm thấy điều này hợp lý không? Chúng ta những ngày gần đây dù không gặp may, nhưng sau những trận chiến vừa qua, chút ít phế liệu mà chúng ta thu thập được cũng chỉ có vài viên mà thôi. Các huynh đệ có thể mơ hồ không biết rõ, nhưng chính chúng ta lại biết rõ nhất. Chúng ta hiểu rõ phần nào tình hình của các phe khác. Một ngày hơn 1 vạn viên là rất khó. Quân Cơ Châu đã phải huy động bao nhiêu người để vào Nguyệt Hải tìm trùng cực tinh. Không biết đã bao nhiêu người mất mạng để có được số đó, và quân Mộc Lan Thanh Thanh giết không biết bao nhiêu người để gom lại. Ngô Cân Lượng và Trừ Cạnh Đường suy nghĩ và đều cảm thấy đúng. Sư Xuân mỉm cười, ta còn tưởng rằng họ sẽ dùng thực lực để khiến chúng ta phải khuất phục, không ngờ họ cũng bắt đầu chơi chiêu trò gian trá. Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta, nếu họ muốn vượt qua nhóm ta, ngày mai chắc chắn phải thu hoạch trên 1 vạn viên nữa. Nếu ngày mai lại vượt qua con số đó, thì chắc chắn là làm giả. Trừ Cạnh Đường nghe xong có chút không hiểu, Vương Huynh, vì sao chúng ta phải làm giả, mà họ cũng làm giả, hai bên các ngươi rốt cuộc đang chơi trò gì? Ha ha! Ngô Cân Lượng cười lớn, vỗ vai hắn, Trừ Huynh, đừng nóng vội, ta vẫn nói câu đó, nói ra sẽ không còn thú vị nữa, nói ra để lộ tin tức cho ai, chờ đợi xem trò vui là được. Ngươi chỉ cần tin tưởng rằng chúng ta sẽ không bỏ rơi Du Hà Sơn, chúng ta chắc chắn phải nghĩ cách để giúp mọi người thoát khỏi nguy cơ lần này. Trừ Cạnh Đường thở dài, nếu không phải tin vào điều đó, ta đã không can dự vào chuyện này. Hắn nhận ra rằng hai người này chắc chắn đã có kế hoạch, cả hai đều tỏ ra rất tự tin và bình tĩnh. Cũng chính vì sự kiểm soát vững vàng của hai người đó mà hắn dần cảm thấy yên tâm hơn. Sư Huynh, việc này chỉ mình ngươi biết là được, chuyện Mộc Lan Thanh Thanh và nhóm của họ làm giả không được tiết lộ cho Đồng Minh Sơn hay bất kỳ ai khác. Một khi lộ ra ngoài, kế hoạch của chúng ta sẽ bị phá hoại. Sư Xuân dặn dò thêm. Nếu không phải vì sự tín nhiệm và vì bên mình không có nhân lực đáng tin khác để dùng, hắn sẽ không để cho Trừ Cạnh Đường và những người ngoài tham gia vào chuyện làm giả này. Trừ Cạnh Đường đáp, Vương Huynh yên tâm, tất cả chúng ta trên cùng một con thuyền, còn ai muốn mong thuyền chìm đâu. Sư Huynh đệ chúng ta một chữ cũng sẽ không hé ra ngoài. Ngày hôm sau, kết quả thu hoạch của đội quân Mộc Lan Thanh Thanh không ngoài dự đoán của bên này, họ thu hoạch được hơn 1 vạn viên trùng cực tinh. Bên quân Mộc Lan Thanh Thanh phấn chấn vui vẻ, trong khi quân của Sư Xuân lo ngại rằng ưu thế dẫn đầu của mình đang dần bị san bằng. Không thể ngồi yên được nữa, nên trận điều binh thứ 2 lại diễn ra. Lần này, nhóm đông nhất lại đứng chặn trước cửa của Sư Xuân, đứng ngoài canh gác là 5 đệ tử của Bích Lan Tông, họ đều tỏ vẻ khó xử. Họ biết rõ chân tướng của việc thu hoạch trùng cực tinh, biết rằng dù họ có liều mạng cũng không có tác dụng gì, nhưng lại không thể tiết lộ sự thật ra ngoài. Đối mặt với những cảm xúc sục sôi của mọi người, Sư Xuân cất cao giọng nói, ta đã nói rất nhiều lần rồi, thám tử của chúng ta đã làm hết khả năng, không tìm được đối tượng thích hợp để ra tay. Đối đầu với chủ lực của các châu, cái giá phải trả quá lớn. Ta vẫn nói như cũ, để bảo toàn tính mạng cho tất cả, nếu không thể đi, thì không đi. Người dẫn đầu lớn tiếng nói, đại đương gia, đã có gần 1000 người hy sinh, từ 3800 người chỉ còn lại 2900. Mọi người liều mạng là vì điều gì? Có môn phái ban đầu có 5 người, giờ chỉ còn lại 2 người, có nơi chỉ còn 1 người, thậm chí có người đã mất đi cánh tay hoặc chân. Họ không mang về được công lao, làm sao giải thích với tông môn, làm sao giải thích với chính mình đây? Giọng nói như xé lòng, đại đương gia, đại đương gia. Tiếng cầu xin của mọi người không ngừng vang lên, đầy hy vọng và mong mỏi. Trong tiếng cầu khẩn đó, Sư Xuân nhìn lướt qua từng gương mặt, chợt lớn tiếng nói, mặc kệ mục đích ban đầu của ta khi cùng các ngươi hợp tác là gì, dù sao cũng là cùng nhau chiến đấu một trận. Ta thật sự không đành lòng để mọi người phải trả giá quá lớn. Các ngươi không thể vì bách chiến bách thắng trước đó mà tự tin một cách mù quáng. Ta biết nếu ta không đồng ý, mọi người sẽ oán trách ta, nhưng ta vẫn phải nói, ta không đồng ý. Đại đương gia, đại đương gia, tiếng cầu khẩn lại vang lên như muốn khiến Sư Xuân phải quỳ xuống. Nhưng Sư Xuân vẫn không bị lay chuyển. Cuối cùng, có người không nhịn được và nói lời khó nghe. Đại đương gia, có phải vì Mộc Lan Thanh Thanh là vị hôn thê của ngươi, nên ngươi không quan tâm việc thắng bại, ngươi chỉ muốn chứng minh năng lực của mình không thua kém nàng. Và cuối cùng muốn cố ý nhường để nàng thắng. Lời nói đó vừa thốt ra, hiện trường lập tức rơi vào trạng thái yên tĩnh. Mọi ánh mắt đều chăm chú dồn về phía Sư Xuân.
năm người Bích Lan Tông đứng ngoài quan sát, âm thầm thở dài, thầm nghĩ Vương huynh thực sự gặp phải khó khăn quá lớn. Sư Xuân im lặng một hồi, sau đó mới đáp lại, mọi người thực sự muốn làm như vậy không thể sao? Đúng vậy. Xin đại đương gia thành toàn. Một câu này được hô lên, mọi người lập tức hưởng ứng theo, tiếng hô dần dần đều nhịp, xin đại đương gia thành toàn, xin đại đương gia thành toàn, xin đại đương gia thành toàn. Không khí hiện trường đầy sục sôi, dường như nếu Sư Xuân không đồng ý, thì tiếng hô sẽ không chịu dừng lại. Tốt. Sư Xuân đột nhiên hô to, làm cho hiện trường ngay lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại giọng nói của một mình hắn, nếu mọi người nhất định phải làm như thế, ta đây cũng không cản, ta cũng cản không được. Nhưng ta vẫn kiên trì với ý kiến của mình, các ngươi tự tiện. Người dẫn đầu lập tức tiến lên hai bước, chắp tay nói, cảm tạ đại đương gia đã thành toàn. Thành hay bại, dù sao cũng phải để chúng ta thử một lần. Tuy nhiên, xin đại đương gia không khoanh tay đứng nhìn, xin hãy hỗ trợ một ít trong việc phối hợp tác chiến. Sư Xuân đáp, ta đã nói là ta không đồng ý, ta cũng không tham dự, các ngươi tự tiện. Người dẫn đầu nói, không dám làm phiền đại đương gia đích thân ra tay. Chỉ là, chúng ta tin tức bị bế tắc, còn đại đương gia đối với việc vận dụng mật thám có thể nói là thần diệu. Chỉ cần đại đương gia thêm chút vận may, liền có thể tìm ra vị trí của Đề Châu nhân mã như đã nói trước đây. Sư Xuân giơ tay lên để hắn dừng lại, lạnh lùng nói, trong vòng một canh giờ, ta sẽ cho các ngươi câu trả lời chắc chắn. Người dẫn đầu vui mừng khôn xiết, chắp tay khom người nói, cảm tạ đại đương gia. Tất cả mọi người cùng nhau chắp tay khom người, đồng thanh kêu to, cảm tạ đại đương gia. Hừ, Sư Xuân hừ lạnh một tiếng, phất tay áo quay người bước vào trong động. Ngoài động, mọi người dần dần ngồi xuống, đưa mắt nhìn nhau, có cảm giác vui mừng, cũng có chút xấu hổ. Mặc dù ép buộc đại đương gia phải nhượng bộ đã thành công, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng thành tích mà họ đạt được hôm nay có công lao vô cùng lớn của đại đương gia. Điều này không dễ dàng bị nghi ngờ. Mọi người đương nhiên vẫn hy vọng đại đương gia sẽ tiếp tục cùng họ chinh chiến như trước đây. Vì sự khác biệt trong quan điểm, họ đã phải đi đến bước này, điều mà không ai trong số họ mong muốn. Mọi người lặng lẽ giải tán. Năm người Bích Lan Tông trước cửa động một lần nữa thở dài lắc đầu. Đại đương gia là người giữ lời hứa, chưa đầy nửa canh giờ, Sư Xuân đã báo lại vị trí cụ thể của nhóm tinh nhuệ Đề Châu còn lại. Người dẫn đầu và đồng đội sau khi hiểu rõ tình hình thì mừng rỡ và vô cùng kính phục. Đại đương gia có khả năng vận dụng thám tử đơn giản như thần, nói rằng trong vòng một canh giờ sẽ tìm được mục tiêu và quả nhiên đã làm được điều đó trong thời gian ngắn như vậy. Không chờ trời sáng, vào lúc nửa đêm, khoảng 2-3 ngàn người và ngựa đã tập kết. Đại đương gia dù không trực tiếp tham gia, nhưng nhân mã vẫn áp dụng chiến lược do đại đương gia trước đó thiết lập và tất cả cùng thực hiện một cuộc tập kích bất ngờ. Nhìn theo bóng nhân mã dần tan biến vào đêm tối, những người còn lại thuộc các phái Bích Lan Tông, Bách Luyện Tông, Diệu Tiên Tông, Chu Tước Các và Vạn Thảo Đường đều quay đầu nhìn về phía Sư Xuân. Trừ Cạnh Đường hỏi, đại đương gia, có vấn đề gì lớn không? Sư Xuân đáp lại một cách trầm tư, không biết, nếu cuối cùng phải đối mặt, thì hãy để họ đi. Hắn hiểu rõ trong lòng rằng, có lẽ hy sinh những người này lại càng làm cho lời hứa với Mộc Lan Thanh Thanh đáng tin hơn. Nếu không vì muốn tránh để mục đích cuối cùng bị lộ mà phá hủy kế hoạch, nếu không phải vì muốn giữ lại thân phận giả mạo, Sư Xuân căn bản không cần làm những chuyện này. Hắn có thể trực tiếp áp chế Mộc Lan Thanh Thanh để lấy toàn bộ trùng cực tinh của Huyền Châu. Dĩ nhiên, điều đó cũng không hẳn dễ dàng, bởi những tài sản đó không hoàn toàn thuộc về một người. Sau khi quay về hang động, Sư Xuân lấy ra tử mẫu phù để liên hệ với Tượng Lam Nhi, chỉ truyền một thông điệp ngắn gọn, nhường người rời đi trước khi trời sáng. Xem xét thời gian xuất phát của họ, Sư Xuân biết rõ rằng đội quân này muốn tấn công vào lúc Đề Châu nhân mã chuyển động vào ban ngày, ngay trước khi phát động tập kích. Tượng Lam Nhi hồi âm chỉ với ba chữ, hiểu rõ rồi. Tại võ đài Vương Đô, càng gần tới lúc đại hội kết thúc, càng có nhiều người tập trung quan sát tại trước kính tượng. Những vị vực chủ của các châu lớn cũng đang có mặt. Đối với việc Huyền Châu chia thành hai nhóm nhân mã, các bên đều rất quan tâm, đặc biệt là các vị vực chủ. Rõ ràng là Huyền Châu đang tấn công điên cuồng vào các châu khác để cướp bóc. Hôm nay là những châu này, ngày mai không ai biết liệu sẽ đến lượt châu của mình. Vừa vào đêm không lâu, hình ảnh từ kính tượng đã cho thấy một cuộc chiến vô cùng thảm khốc. Nhóm nhân mã gần 3.000 người dưới trướng Sư Xuân đang cùng với khoảng 200 tinh nhuệ của Đề Châu chiến đấu một cách tàn khốc. Lúc đầu, đội khoảng 200 người của Đề Châu đã bị hoảng loạn vì sự uy danh của Huyền Châu. Nhưng sau đó phát hiện rằng đối thủ cũng chỉ như vậy, họ dần ổn định lại đội hình và sự chênh lệch về sức mạnh bắt đầu thể hiện rõ ràng. Cuộc chiến tiếp tục tàn khốc, máu thịt văng tung tóe,
Họ giết ngược lại, quyết tâm tấn công thẳng vào đầu đối thủ. Tình thế quá khốc liệt, Huyền Châu vực chủ Si Nhượng nổi giận, đập tay lên lan can và hét lớn, Sư Xuân đâu rồi? Sư Xuân chết ở đâu rồi? Tại sao không thấy hắn ra ngăn địch? Vệ Ma lên tiếng đầy mỉa mai, ngươi mù hả? Sư Xuân là người của Sinh Châu ta. Si Nhượng không còn lời nào để phản bác. Trận chiến kết thúc với sự thất bại của Huyền Châu. Hơn 1.000 người đã bị giết tan tác, chỉ còn lại chưa đến 50 người thoát ra. Gần 3.000 người, nhưng chỉ còn lại khoảng 2.900, ném ra hơn 1.000 xác chết đẫm máu, hoảng loạn bỏ chạy. Đội quân tinh nhuệ hơn 200 người của Đề Châu đã bị giảm đi đáng kể trong trận chiến này, chỉ còn lại khoảng 50 người sống sót. Không thể ngăn cản, sức mạnh của đội tinh nhuệ quá khủng khiếp, hơn 1.000 người không thể chống lại nổi và sự quyết tâm của Đề Châu đã đẩy lui đội quân Huyền Châu. Dù giận dữ và sợ hãi, nhóm còn lại của Đề Châu cũng phải dừng việc truy đuổi. Không thể bắt hết những kẻ chạy trốn, họ đành để đối thủ thoát. Họ cũng bị thương nặng, máu chảy khắp người, người nào cũng mệt mỏi, hơi thở nặng nề. Đây là lần đầu tiên họ gặp phải một đội quân kém cỏi về sức mạnh, nhưng lại hung hãn đến mức không sợ chết và chiến thuật phối hợp của họ cực kỳ sắc bén, khiến nhiều người đã phải gục ngã. Nếu tiếp tục đánh, có lẽ đội quân của Đề Châu cũng phải trả giá bằng việc mất thêm nhiều người nữa, nhưng may mắn thay, đối phương đã tan vỡ trước. Tại khán đài, Nam Công Tử nhìn chằm chằm vào hình ảnh kính tượng, nằm ngả trên ghế và thì thào, tiểu tổ tông của ta, ngươi rốt cuộc thuộc phe nào đây? Rốt cuộc ngươi đang làm gì để phá hỏng mọi chuyện vậy? Các bạn vừa nghe xong tập 17 của bộ truyện Sơn Hải Đề Đăng của tác giả Dược Thiên Sầu tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.top. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.